Chương 81 Công tử xe tù 17 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trước đó do dự, chưa từng xuất thủ hóa thần kỳ tu giả, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn tại sao phải theo tới ma giới? Hắn vừa rồi rõ ràng đã nhận ra, vì cái gì không xác định một chút, thành công ngăn cản. Lão tổ đạo lữ thật là ma tôn. Ma tôn A. Bọn hắn vậy mà đối tương lai sư tổ mẫu động thủ hắn hiện tại, thậm chí không cách nào tới suy nghĩ môn quy, dù sao duyên yên các đệ tử không được cùng ma tu cùng một chỗ, bằng không thì sẽ bị trục xuất môn phái. Nhưng này người nếu là già cảnh thiên tôn đâu? Ai dám trục lão nhân gia ông ta đi ra ngoài phái? Cũng không ai bỏ được để lão nhân gia ông ta rời đi, hận không thể mời về duyên yên các tọa trấn bản môn, đem lão tổ tông cúng bái làm trấn sơn thiên thần bết bát nhất vẫn là tương lai sư tổ mẫu vốn là thân phận mẫn cảm hai người nhân duyên sợ là sẽ phải bị rất nhiều vãn bối ngăn cản hiện tại cố kinh mặt còn giết nhiều tên duyên yên các tu giả để sự tình trở nên vô cùng phức tạp liền xem như già cảnh thiên tôn cũng không có cách nào thích đáng xử lý việc này a à. vốn là chính phái khó chứa nhân duyên giờ phút này còn chọc tới nhân mạng sợ là càng khó xử hơn sửa lại một bên khác cố kinh mặt ý thức được huyền tụng tới, trong nháy mắt có cảm giác an toàn, không còn gượng chống, dứt khoát đổ vào huyền tụng trong ngực hôn mê bất tỉnh. Huyền tụng đưa nàng ôm ngang, lần nữa nhìn về phía mình bọn đồ tử đồ tôn. Tổ chức hảo các ngươi ngôn ngữ, chờ ta ra lại cùng ta báo cáo. Huyền tụng nói, ông cố kinh mặt quay người lại, bốn phía tìm tìm, gặp Đinh Du chỉ hướng một cái phương hướng. Động phủ của ta ở bên kia huyền tụng lúc này đi tới đinh du cố gắng chống đỡ ngồi dậy nhìn xem huyền tụng ôm cố kinh mặt trời đi nhìn nhìn lại đám kia chính phái tu giả rất ngoan quỳ lạy bộ dáng đột nhiên cảm thấy thú vị chỉ vào huyền tụng bóng lưng hỏi hắn là ai quỳ xuống đất không dậy nổi do dự tu giả đưa tay chùi chùi thái dương mồ hôi già cảnh thiên tôn đinh du nghe xong không khỏi nhướng mày lập tức cười khẽ một tiếng lại là già cảnh thiên tôn cố kinh mặt khổ cả một đời, cuối cùng gặp như thế một cái có thế bảo hộ của nàng người, tự hồ cũng không tệ. Nàng bò lại đến đinh tu bên người, vén lên đinh tu tóc, xem xét đinh tu dáng vẻ, nhỏ giọng gọi. Tiểu tu nhi. Nhưng mà lần này, nàng chưa thể đạt được đáp lại. Nàng ngay tại tuyệt vọng, lại nhìn thấy một cái phi hành pháp khí lấy ly kỳ tốc độ tiến vào túy hương tông cảnh nội. Thật là hộ sơn đại trận bị phá đi về sau, cái gì vật kỳ quái đều có thể tiến bọn hắn túy hương tông. Khi lâu đài trên không chính là tốc độ rất chậm hưởng thụ loại phi hành pháp khí, lúc này lại nhanh đến mức có chút hoang đường, phản phất tám ngựa ngựa buộc lấy một cái ốc chó, kéo lấy liều mạng chạy chật vật. Ở đây tất cả mọi người loáng thoáng nghe được một cái nữ hài tử tiếng thét chói tai. A a a, cái này pháp khí nó điên rồi. Ngay sau đó, lâu đài trên không công vẹo rơi xuống đất, vân túc nịnh vịnh hoàng đào từ bên trong leo ra, nhìn thấy phía ngoài tràn diện đều là giật mình. Hoàng đào nhìn thấy Đinh Du cùng Đinh Tu, lúc này lên tiếng kinh hô. Quỷ vương. Tiểu Tu Nhi. Đây là thế nào? Vân Túc định đi theo nhảy vọt đến Đinh Tu bên người, cầm Đinh Tu tay, chậm chậm chuyển vận chữa trị linh lực, đồng thời dò xét Đinh Tu tình huống, an ủi. Hắn còn có thể sống, có thế, quỷ vương ngài giúp ta đem cái này mấy khỏa đang dược đút cho hắn. Đinh Du tranh thủ thời gian bắt đầu dùng một cái tiểu gột rửa thuật, giặt sạch sẽ vết máu trên tay, vậy mới nhận lấy Vân Túc Nịnh dùng khống vật thuật đưa tới đang dược, cẩn thận từng ly từng tí đút cho Đinh Tu. Vân Túc Nịnh đứng dậy, lại đi xem chính phái chư vị thiên tôn tình huống. Trên mặt đất mấy cổ thi thể đã không có cách nào cứu được, những tu giả khác thương thế còn có thể khống chế. Lúc này, hắn nghe được huyền tụng đơn độc truyền âm, nhanh chóng đứng dậy hướng phía huyền tụng rời đi phương hướng đi tới hoàng đào cũng gấp vội vàng cùng tại ca ca sau lưng nàng đã nghĩ đến cố kinh mặt tình huống sợ là không tốt lắm vân túc nịnh tiến vào đinh du động phủ nhìn thấy cố kinh mặt nằm tại đỏ trói trên giường đá hắn không có tâm tình tới để ý hoàn cảnh chung quanh quá mức tình sát chỉ là nghiêm túc xem xét cố kinh mặt tình huống hoàng đào nhìn xem cố kinh mặt dáng vẻ gấp đến độ xoay quanh lại biết được giờ phút này không thể quấy rối liền một mực yên lặng sợ vân túc nịnh phân thần còn xin thiên tôn vì nàng vận công chữa thương, linh lực hướng phía nê hoàng cung vị trí hội tụ, nhớ kỹ nhu hòa, chậm lại trong cơ thể nàng linh lực ngược dòng tốc độ, liền có thể làm dịu nàng thời khắc này tình huống. Vân Túc Định nói xong, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra mấy khỏa đan dược, này cố kinh mặt ăn vào. Vân Túc Định đối hoàng đào nói, ngươi cẩn thận chút giúp nàng lau mồ hôi, thiên tôn giúp nàng thuận linh lực, đại huyệt không còn ngăn chặn sẽ dẫn đến dòng máu của nàng thông suốt phun ra máu đến đừng sợ kia là ngăn chặn tụ huyết lau sạch sẽ là đủ tốt vân túc định thấy hai người phối hợp được vô cùng tốt liền đối với trong phòng nói ra ta đi xem nhìn một cái hạo dạ hồ lan tổn thương trên người hắn trúng tên cần ta đến tự tay xử lý nếu là những người khác cưỡng ép rút ra sẽ tăng thêm thương thế đi thôi huyền tụng nói lần này túy hương tông tử thương thảm trọng đinh tu nhận được cố kinh mặt truyền âm phù hoàn toàn chính xác đầy đủ coi trọng những ngày này một mực có phái người ra ngoài điều tra đồng thời có chỗ đề phòng thế nhưng là hắn đề phòng chính là những cái kia người của ma môn hay là có thể là che mặt người người lại không ngờ tới đối bọn hắn phát động công kích sẽ là chính phái tu giả người đầu tiên xuất thủ vẫn là duyên yên cát những trong năm này lưỡng giới luôn luôn hòa bình không có phương nào nguyện ý đầu tiên xuất thủ, trở thành đánh vỡ lưỡng giới hòa bình tồn tại, như thế sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích. Nghìn tính vạn tính, đều không tính được tới luôn luôn dĩ hòa vi quý duyên yên các, vậy mà làm chim đầu đàn. Đầu tiên là trải qua duyên yên các cùng tiên đô các công phá hộ sơn đại trận, giết chết bảo hộ túy hương tông đệ tử, người chết hơn trăm người, người bị thương càng là vô số. Liền ngay cả Đinh Du đều bản thân bị trọng thương, bị đoạt đi bản mệnh pháp khí. Đinh Tu vì bảo hộ Đinh Du, giúp nàng ngăn cản như mưa dày đặc công kích, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chính phái bên này, diệt trừ bị cố kinh mặt giết chết ba tên thiên tôn, còn có hai tên thiên tôn như vậy vẫn lạc, mang tới chính phái đệ tử cũng là tử thương vô số. Dương mắt nhìn lên, túy hương tông bị đỏ thấm nhuộm dần, cục đá đường nhỏ khe hở tích đầy huyết dịch, vách tường cùng trên cành cây, là vẫy ra vết máu. Trải qua vận chuyển, người chết thi thể sắp xếp mấy cái hàng dọc thấy đinh du mắt đục đỏ ngầu những cái kia đều là từng theo hầu của nàng môn nhân không có bọn hắn nàng coi như cái gì quỷ vương nàng chán nản đi tới đinh tu động phủ trước cửa thậm chí không dám vào cửa nàng không thể gặp đinh tu mình đầy thương tích bộ dáng động phủ chưa đóng cửa nàng có thể tại góc nhọn vị trí nhìn thấy vân túc nịnh vương ra tay vứt xuống một cây tiễn Vân Túc định bệnh trạng ngón tay trắng nõn bên trên dính đầy máu, huyết dịch cùng tay tạo thành trên lệch rõ ràng, hắn ống tay áo cũng bị huyết dịch nhuộm dần. Mà cây kia trên tên đều là gai ngược, liền xem như Vân Túc định tự mình đến lấy ra tiễn, đều không thể tránh khỏi mang xuống một chút thịt nát. Đinh Du không nở được ngực khó chịu, chỉ có thể chống đỡ vách tường mới có thể đứng ổn. Thẳng đến nàng nghe được Vân Túc Nịnh nói. Quỷ vương, hồn phách của hắn nát, ngài đi xem một chút và cảnh thiên tôn bên kia phải chăng kết thúc, sợ là chỉ có hắn có thế tái tạo hạo dạ hồ lan hồn phách. Đinh Du đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh lên một chút đầu, tiếp lấy bộ pháp phù phiếm đi ra ngoài. Nhưng mà tới tìm huyền tụng trên đường, nàng sẽ đi ngang qua kia phiến nằm thi địa, lòng bàn chân dẫm qua đều là huyết dịch mặt đường, nàng ôm ngực, tiến vào động phủ của mình, nhìn thấy huyền tụng còn tại giúp cố kinh mặt vận công chữa thương. Hắn chú ý tới Đinh Du đến, hơi hơi nghiêng đầu nói nói đi tiểu tu nhi hồn phách nát ta có thể cứu thật đơn giản bốn chữ liền để đinh du thanh âm đi theo nghẹn ngào dùng giọng mũi trả lời từng chí ít còn có thể cứu trở về một cái lúc này trong tông môn cái khác bộ hạ đắc lực tìm được đinh du viện nàng đi ra ngoài nàng một người tại trong sân tĩnh tọa hồi lâu không động quỷ vương vết thương của ngài rất nặng Bộ hạ vội vàng nói: Đúng a, à, bị thương quá nặng, gấp cái gì cũng giúp không được, thậm chí không thể giúp các ngươi vận công chữa thương. Ngài đừng như vậy, ngài nên chiếu cố một chút thương thế của mình, dạng này mới có thể dẫn người huyết tẩy tiên giới. Đinh Du vậy mà chưa thể lập tức trả lời, nàng hiện tại còn có huyết tẩy tiên giới thực lực sao? Nàng thậm chí có chút ấy nấy, tuy nói sơ tỉnh tiên tôn cùng vọng chập tiên tôn không phải nàng giết nhưng là tiên đô các tu giả, lại thật sự là bởi vì nàng mà đến, cũng thuộc về tiên đô các tu giả tiến đánh được hung mạnh nhất. Cái này đích xác là nàng cùng tiên đô các ân oán, là nàng liên lụy của nàng môn nhân. Nàng khoát tay áo, ra hiệu các bộ hạ đi cứu trị thương binh, tiếp lấy một người tỉnh tọa. Trong ngày thường ngạo khí cũng không có, giờ phút này nhiều một chút chán nản. Không biết qua bao lâu, huyền tụng mới đi đi ra, hỏi. Hắn ở đâu? Đinh Du tranh thủ thời gian đứng dậy. Ngươi đi theo ta. Huyền tụng đến lúc đó, Vân Túc định ngay tại hướng Đinh Tu trên vết thương bôi lên dược cao, đang tiến hành sau cùng băng bó. Hắn tiến vào động phủ hỏi. Thương thế của hắn như thế nào? Rất khó giải quyết. Vân Túc định ăn ngay nói thật, phế phủ đều tổn thương, gân mạch cũng đoạn mất mấy chỗ, mũi tên này quả thực bá đạo, tam hồn thất phách đều đi theo nát là tiên đô các độc môn tuyệt kỹ, bọn hắn môn phái độc hữu một mạch tu luyện loại công pháp này, bởi vì chỉ có thể công kích từ xa, lại không có cái gì hộ thân công pháp, dẫn đến chuyên công công pháp này tu giả rất ít, cho nên tại tu chân giới hiếm thấy, quần chiến thường có một vị mạch này tu giả nhưng cũng khó giải quyết. Huyền Tụng nói xong, ngồi ở đinh tu bên người, tay giơ lên thăm dò thoáng cái, nói tiếp, ta thời kỳ trị liệu ở giữa, đừng có bất luận kẻ nào quấy rầy, này thuật không thể gián đoạn. Đinh Du nghiêm túc gật đầu. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Vân Túc định nhìn thấy quỷ vương như vậy nhu nhược bộ dáng, cũng là một trận trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Ta đi xem một chút cái khác người bị thương. Đinh Du thậm chí không tâm tình nhìn hắn, chỉ là nhìn chầm chầm vào Đinh Tu trạng thái. Huyền tụng tiến vào Đinh Tu thức hải. Lần này hắn cũng không phải là đi xem ký ức, mà là chấp vá hồn phách, liền chỉ là vội vàng lướt qua những ký ức kia. Bất quá, thô sơ giảng lược xem qua, hắn vẫn là phát hiện một ít chuyện. Đinh tu từ nhỏ bị đinh du cứu, đi theo đinh du bên người chưa từng thu hút tiểu tu giả, đến bây giờ đắc lực nhất bộ hạ. Hắn có một cái bí mật không muốn người biết, hắn ái mộ đinh du. Đây là khó mà mở miệng tình cảm. Hai người bọn họ quan hệ cực kỳ phức tạp, Đinh Du có thể là Đinh Tu sư phụ, cũng có thể là nghĩa mẫu. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, tại hắn đi theo Đinh Du mới bắt đầu, Đinh Du trong lòng liền có một cái hỗn trướng, đã nhiều năm như vậy cũng không từng buông xuống. Hắn yêu thương chú định không thể nói nói, thế là hắn quyết định, bảo vệ tốt Đinh Du liền tốt. Đinh Du kiểu gì cũng sẽ tại trong đêm mang về nam tử, tại động phủ của nàng bên trong sông tu. Hắn đều biết, cho nên, hắn chỉ ở trong đêm hành động hắn cũng không phải là am hiểu trong đêm tác chiến hắn chỉ là nghĩ tại trong đêm tìm một cái phát tiết phương thức dạng này liền sẽ không khó chịu như vậy hạo dạ hồ lan không bằng gọi sáng đêm cô tịch sáng đêm tên ngốc đều so cái này danh hiệu chuẩn xác hắn bảo vệ đinh du rất nhiều năm duy nhất một lần bị đinh du ôm vào trong ngực là hắn thay đinh du ngăn cản công kích lại khó chèo chống lúc một khắc này hắn vậy mà cảm thấy cái này một thân tổn thương đáng giá Thế gian này yêu không có đơn giản như vậy, cũng không phải là đẩy cửa ra, liền có thể đi vào trong lòng của người kia. Nếu như chính mình yêu có thể sẽ trở thành người kia gánh vác, như vậy phần này yêu có thể xưng là vật vô dụng, không thích hợp tồn tại, đều sẽ làm người ta phỉ nhổ. Tại Huyền Tụng chấp vá một khắc cuối cùng, Đinh Tu đột nhiên khôi phục một chút ý thức, tại trong thần thức hỏi hắn: Ngươi có thể tại trong trí nhớ của ta động tay chân sao? huyền tụng rất nhanh hiểu ý ngươi muốn ta làm cái gì xóa đi ta yêu đinh du ký ức để cho ta về sau trông coi nàng là bởi vì trung thành mà không phải bởi vì yêu vì sao không thử một chút nhìn cùng nàng nói sao huyền tụng tự hồ có chút không đành lòng nàng cùng ma tôn không giống nàng hiểu yêu cho nên nàng biết ta yêu không trả lời chính là chúng ta không có khả năng ta muốn không còn yêu nàng chỉ là tiếp tục thủ hộ nàng liền tốt. Hắn muốn đem hắn cùng Đinh Du quan hệ trở nên đơn giản, là nghĩa mẫu cùng nghĩa tử, là tông chủ và bộ hạ, là sư phụ cùng đồ đệ. Không có cái khác không nên tồn tại cảm xúc. Thuần túy được có thể so với bằng hữu bình thường, bọn hắn nhận biết, bọn hắn giúp đỡ cho nhau, chỉ thế thôi. Được. Huyền Tụng đồng ý, tại Đinh Tu trong thần thức thi triển pháp thuật, xóa đi Đinh Tu không nghĩ nhớ kỹ kia một bộ phận từ đây đinh tu không còn yêu đinh du đầy sao khô kiệt sơn hà vĩnh tịch chữa trị hoàn thành đã qua tới ròng rã bốn canh giờ huyền tụng thu chiêu sau khi đứng dậy đinh du nhanh đi xem xét đinh tu tình huống đợi nhìn thấy đinh tu mở mắt nhìn về phía nàng lúc nàng cuối cùng thở dài một hơi lại nghe được đinh tu hỏi nàng quỷ vương ngài không có sao chứ đinh du khẽ giật mình đinh tu ánh mắt có chút không đúng nàng quay đầu nhìn một chút huyền tụng huyền tụng cũng không để ý tới trực tiếp đứng dậy rời đi đinh du vậy mới trả lời tiểu tu nhi ta thụ thương đau quá a à. ta đi giúp ngài tìm chút đang dược đinh tu làm bộ liền muốn dậy lại bị đinh du đè xuống khả năng hết thuốc cứu được đi đinh du kéo lại đinh tu tay áo khó mà tự điều khiển khóc lên không sao đã không sao thật xin lỗi. Huyền tụng cuối cùng có thời gian đi xem đám kia quỳ lạy đồ tử đồ tôn, ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo qua mọi người tại đây. Lan kỵ thiên tôn nơm nớp lo sợ mở miệng. Khởi bẩm lão tổ, chuyện hôm nay kỳ thực chuyện có nguyên do, chúng ta điều tra đến. Huyền tụng ngón tay khẽ động, Lan kỵ thiên tôn liền cảm giác có một cái bàn tay tại quốc mặt của hắn, để mặt của hắn khuynh hướng một bên. Điều tra kết quả đây có người nhìn thấy. Huyền tụng ngón tay lại cử động, Lan Kỵ Thiên Tôn bị đánh được đầu khuynh hướng mặt khác một bên. Có người nhìn thấy. Lan Kỵ biết được việc này chọc giận tới già cảnh Thiên Tôn, tranh thủ thời gian dập đầu nhận lầm. Là vãn bối lỗ mãn. Một tiếng lỗ mãn liền có thể xong việc. Huyền tụng tái xuất một chưởng, Lan Kỵ Thiên Tôn thân thể như vậy tung bay ra ngoài. Bên người những tu giả khác muốn đỡ, lại biết được đây là huyền tụng dưới cơn thịnh nộ, không người dám động. Lan kỵ thiên tôn bị đánh trúng ngã xuống đất không dậy nổi, vẽ ra một nguồn máu tới. Huyền tụng lại nhìn về phía tiên đô các những người sống sót, thấp giọng nói. Tiên đô các sự tình, ta vốn không có tư cách hỏi đến, nhưng là việc này liên quan đến lưỡng giới an nguy, nếu là chuyện như vậy bốc lên lưỡng giới họa loạn, ta liền muốn hướng tiên đô các đòi một lời giải thích. Tiên đô các tu giả coi như đã đến hóa thần kỳ, nghe được già cảnh thiên tôn dạy bảo, cũng là thở mạnh cũng không dám, đi theo ở chỗ này quỳ lạy gần 5 canh giờ. Theo ta hồi duyên yên cát. Huyền tụng thấp giọng nói. Việc này, sợ là rất khó thiện. Cố kinh mặt tại lúc này đi ra, nhìn trên mặt đất thi thể, lại nhìn về phía huyền tụng, đột nhiên hỏi. Việc này ngươi dự định xử lý như thế nào? Huyền tụng cố gắng đè xuống tức giận trong lòng, hồi đáp. Sau ba ngày, ta sẽ cho ra đáp án. Nếu là đáp án ta không vừa lòng. Khi duyên yên các chờ ma môn đến chiến. Nàng đột nhiên nở nụ cười khổ, gió thổi phất của nàng vạt áo, đưa nàng hình dáng hiện ra, vậy mà hiện ra một tia đơn bạc đến. Sau đó, ngươi còn có thể cưới ta sao? Có thế. Huyền tụng trả lời gọn gàng, sau đó liền dẫn chúng tu giả hồi thiên duyên các. Nàng đưa mắt nhìn đám người kia rời đi, mới đi tìm Đinh Du, đối đinh du nói ra ta nếu là có thể trước khi tới dò xét một chút tình huống liền tốt nàng đã cho đinh du linh đan đinh du mỗi lần lay động đều là gọi nàng uống rượu dẫn đến nàng cảm giác được là đinh du lay động linh đan đều sẽ trực tiếp tới đinh du thì là có chút chán nản bọn hắn phá trận lúc liền bày kết giới truyền âm phù phi không ra ta cũng là không có biện pháp ngươi chậm thêm đến một khắc ta sợ là đã từng kiêu ngạo như vậy nữ nhân giờ phút này lại chán nản được thật không thẳng lưng cố kinh mặt âm thầm không nở tác giả có lời muốn nói ha 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 ta không phải cố ý phá hư ý cảnh chính là muốn cho các ngươi nhìn cái bình luận cười không sống được tác giả ăn đáng yêu lớn lên đột nhiên đang nghĩ về sau trên giường cũng lửa nhưng làm sao bây giờ tầng một dân mạng ca ca có thể trong suối nước nóng làm hắc 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 tầng 2, dân mạng. Trầm luân 17 cái kia khả năng không phải tắm suối nước nóng, là nấu canh. Lầu 3, dân mạng. Lỗ lỗ của cải lão tam vung điểm hành thái càng thơm, tầng 4, dân mạng. Lục sắc bên trong cạnh suối nước nóng trên tảng đá tại thả mấy cái bánh bao hấp, thỏa thỏa, tầng 5, dân mạng. Po ISA cái này, cho nên ta muốn cầm đôi đủ ngồi sổng ở bên cạnh đợi sao. Tầng 6, dân mạng hạt dẻ rang đường trong truyền thuyết nồi sắc hầm chính mình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Công tử xe tù 18 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Duyên yên các đã hồi lâu chưa từng như vậy không khí khẩn trương, đệ tử dị thường bận rộn qua. Và cảnh thiên tôn cũng ngày hôm đó đột nhiên trở lại môn phái, ngồi tại trưởng lão trong các chờ đợi điều tra kết quả và cảnh thiên tôn đều tới, trong môn tất cả trưởng lão toàn bộ tại trưởng lão trong các tụ tập, mặt ngoài mặc dù không hề có một tiếng động, cũng đã tại thần thức truyền âm bên trong hỏi xong tình huống. Duyên yên các bên trong trừ bế quan không thể cắt đứt tu giả, những tu giả khác toàn bộ đều đồng tới điều tra sơ tỉnh tiên tôn cùng vọng chập tiên tôn vẫn lạc chân tướng. Huyền tụng tại trưởng lão trong các nhìn xem hai người thi thể, ký ức không cách nào xem xét, hồn phách đã triệt để vỡ nát, không cách nào triệu hoán. Bọn hắn chỉ có thể từ hai người thi thể bên trên nhìn thấy thủy hệ công pháp công kích qua vết tích, cái khác manh mối đều không. Lan kỵ thiên tôn bọn người một mực quỳ gối quan tài một bên, khẩn trương chờ đợi điều tra kết quả, trong lòng cầu nguyện, việc này nhất định phải cùng quỷ vương có quan hệ, bằng không thì bọn hắn tất cả mọi người khó từ tội lỗi. Tỉnh táo về sau bọn hắn cũng ý thức được, đây là có thể bốc lên lưỡng giới chiến loạn tai họa là thiên đại chịu tội huyền tụng lẳng lặng nhìn sau một hồi cầm vọng chập thiên tôn tay nhìn thấy bàn tay hắn bị dẫm đến vỡ nát lại đi xem cái khác vết thương đột nhiên nói nếu như người kia không dùng công pháp chỉ là dùng bình thường chiêu thức giết chết bọn hắn đây này trưởng lão trong các yên tĩnh huyền tụng tiếp tục kiểm tra thương thế nói tiếp tựa như là thể tu hoàn toàn là dùng vật lộn phương thức giết chết hai người hai người bọn họ thi thể bên trên công pháp vết tích, rất có thể là sau thêm. Không có khả năng. Hai người bọn họ đều là nguyên anh kỳ tiên tôn, làm sao lại bị người dùng thể thuật như vậy ngược sát. Ta từng gặp cố kinh mặt dùng qua như vậy thể thuật, lúc ấy nàng còn tại phong ấn tu vi, thậm chí có thể không sử dụng công pháp, vượt cấp khiêu chiến cao nàng nhất giai tu giả. Lan kỵ thiên tôn rung lên một cái chớp mắt, hỏi tiếp. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ là ma tôn giết? Huyền Tụng bị vấn đề này tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, dứt khoát không có sử dụng pháp thuật, một cước đem nó gạt ngã. Nói chuyện có thể hay không dùng dùng đầu óc. Cố Kinh mặt có lý do gì giết bọn hắn? Cố Kinh mặt nguyện ý bảo hộ sơ tỉnh tiên tôn gánh vác mười mấy năm bêu danh, lại tại nàng trái lại giúp mình sau giết bọn hắn. Cái này nói thông được sao? Lan Kỵ Thiên Tôn tranh thủ thời gian đứng dậy một lần nữa quỳ tốt, nơm nớp lo sợ trả lời. Vãn bối ngu dốt, vãn bối giờ phút này đầu óc rất loạn, hoàn toàn là một cụm hồ gián, lão tổ chớ trách. Huyền tụng đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, vậy mà khó được tâm mệt mỏi. Lúc này có đệ tử mang theo mấy tên nơm nớp lo sợ phái khác tiểu đệ tử tiến đến, nói ra. Bọn hắn đều tại di thiên đồng hơn trận gặp được quỷ vương. Huyền tụng cũng không hỏi thăm, mà là dùng pháp thuật tới đọc đến bọn hắn ngày đó ký ức, xác định canh giờ. Hôm đó, Túy hương tông môn nhân tại Di Thiên Đồng Hân trận bên trong thu thập dược liệu, cùng mấy tên chính phái đệ tử phát sinh xung đột. Túy hương tông môn nhân giết người, bối rối phía dưới liên hệ Đinh Tu, Đinh Du lúc ấy đang cùng Đinh Tu cùng một chỗ, liền cùng nhau tới. Từ mấy tên đệ tử trong trí nhớ đó có thể thấy được, hai người bọn họ tiến vào trong trận sau liền thẳng đến môn nhân vị trí chỗ ở, tiếp lấy dùng trói buộc loại pháp khí buộc lấy mấy tên môn nhân, liền đi môn phái kia tạ tội đi tới lúc này này môn phái trưởng môn cũng tới nơi đây tiểu môn tiểu phái trưởng môn cũng mới nguyên anh kỳ tu vi nhìn thấy huyền tụng càng là trong lòng run sợ giờ phút này hắn nói chuyện đều có chút không gọn gàng quỷ vương nàng lúc đến thái độ hoàn toàn chính xác phách lối cũng không muốn giết người thì đền mạng nhưng là xuất thủ xuất thủ xa xỉ bồi thường rất nhiều pháp bảo linh thạch gặp mấy tên đệ tử người nhà còn muốn truy cứu giơ tay chém xuống chặt môn kia cánh tay của người, vậy mới xem như chấm dứt việc này. Nói cách khác, Đinh Du lựa chọn chủ động xin lỗi phương thức, bồi thường cái kia tiểu môn phái. Tiểu môn phái vốn cũng không có lực lượng cùng ma môn quỷ vương đối kháng, liền nén giận thu tài vật, dàn xếp ổn thỏa. Huyền Tụng thấp giọng nói. Hai người bọn họ tiến vào đại trận không cao hơn thời gian một nén nhang, cái này mấy tên tiểu đệ tử nhìn thấy hai người bọn họ tra hỏi môn nhân thời gian cũng cùng bọn hắn tiến vào trên lệch thời gian không nhiều. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn làm sao dành thời gian đi giết hai người bọn họ. Mà lại đại trận bên trong không có đấu pháp dư ba, hai người bọn họ liền xem như nguyên anh kỳ đối kháng hóa thần kỳ, cũng không nên một điểm chiến đấu dư ba đều không, liền bị giết chết. Lan Kỵ Thiên Tôn tranh thủ thời gian nói ra. Thế nhưng là hai người bọn họ thi thể vừa có đấu pháp vết tích Có đấu pháp vết tích Lại không người cảm nhận được đấu pháp trung động Hoặc là nghe được vang động Bốn người bọn họ là buồn bực tại chung bên trong đánh sao Có thể là Có thể là Quỷ vương bày ra kết giới Khi quỷ vương thật đúng là nhọc lòng A Thu xếp như thế tinh tế Chỉ là vì giết chết bọn hắn hai người Dẫn người tới giết bọn hắn túy hương tông môn nhân nàng còn đặc biệt sơ ý chủ quan, biết rất rõ ràng giết bọn hắn hai người có thể sẽ bị trả thù, vẫn là không có gia cố túy hương tông hộ sơn đại trận, lại bị các ngươi tùy tiện phá. Nghe được huyền tụng trục đầu phân tích, Lan Kỵ Thiên Tôn nội tâm kiên trì cũng tại sụp đổ, đần độn mà nhìn xem trước mặt mặt đất. Huyền tụng tiếp tục nói, nếu là ngươi làm như thế về sau, ít nhất cũng phải triệu tập mấy tên cao thủ tọa trấn A, nhưng khi đó túy hương tông bên trong chỉ có 5 tên thiên tôn, còn có nhiều người bên ngoài chưa thể hồi tông, đây là bọn hắn muốn muốn chết sao? Lan Kỵ lại vùi lấp trong kinh hoảng, không cách nào trả lời. Lúc này, Nam Tri Nhân dẫn người vận chuyển tiến đến mặt khác mấy cổ thi thể, đặt ở trưởng lão các đại điện bên trong. Sư phụ, chúng ta đang điều tra lúc phát hiện những thi thể này, bọn hắn ngay tại tập trung chuyển hủy, bị chúng ta ngăn trở. Huyền Tụng ngồi sổng người xuống đi thăm dò nhìn, mới đầu cũng không phát hiện cái gì không đúng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước tình hình bắt đầu thăm dò theo thứ tự thăm dò hoàn tất hắn lại đi xem vọng chập tiên tôn thi thể xác định chuyện này về sau huyền tụng thân thể nhoáng một cái đưa tay chống được quan tài mới đứng vững nam tri nhân không hiểu vội vã truy vấn sư phụ thế nào bọn hắn đều bị hút đi tất cả tu vi có người lại luyện lục đạo đế gian công pháp vì không bị phát hiện đang cố gắng hủy đi thi thể tiếc là bị các ngươi phát hiện. Cái này phán đoán nói xong, toàn bộ trưởng lão các lâm vào xôn xao bên trong. Nếu là thật sự có người đi luyện loại công pháp này, sẽ chỉ là một trận khác hảo kiếp. Lan Kỵ Thiên Tôn Phi thường nhỏ âm thanh mà nói. Có phải hay không là quỷ vương đang luyện? Nếu như nàng luyện, sẽ tùy ý các ngươi sát hại của nàng môn nhân, lại không cần môn công pháp này. Lại qua nửa canh giờ, Lý Tự Vân mới khoan thai tới chậm, sau khi đi vào bẩm báo sư phụ ta tìm được sơ tỉnh tiên tôn cùng vọng chập tiên tôn ẩn cư động phủ tại tuyết bán chúng ta dò xét tới đó tại nửa tháng trước liền không có linh lực chống đỡ mà lại tại chỗ bí ẩn ta tìm được một cây sợi tóc lý tự vân làm sợi tóc đưa cho huyền tụng huyền tụng lập tức thi pháp phát hiện căn này sợi tóc không bị bày ra cấm chế để hắn thành công tiến vào sơ tỉnh tiên tôn ký ức bọn hắn thấy được hai người tử vong hình ảnh như huyền tụng đoán, bọn hắn là bị một vị cầm trong tay song đao người, dùng sống đao ngược sát mà chết. Sơ tỉnh tiên tôn thậm chí trơ mắt nhìn đạo lữ của mình lần lượt nếm thử cứu nàng, lại bị tai họa, cuối cùng che mặt người hút đi tu vi. Chân tướng đã vô cùng rõ ràng dứt khoát. Hai người bọn họ cũng không phải là đinh du giết chết. Rời đi hồi ức chi cảnh, Lan Kỵ Thiên Tôn thân thể ầm vang sụp đổ. Trưởng lão trong các có người nghĩ thay Lan Kỵ Thiên Tôn nói chuyện, do dự mãi, cũng không ai dám mở miệng. Nam tri nhân chỉ có thể đầu tiên hỏi thăm. Sư phụ, việc này nên xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Quỷ vương cùng ma tôn đều không phải cần pháp bảo người, lần này lại thương tới nhiều người như vậy mệnh, có thể xử lý như thế nào? Lý Tự Vân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng suy đoán. Giết người. Đền mạng. Không thể a. À. Trưởng môn cái thứ nhất mở miệng ngăn cản, Lan Kỵ Thiên Tôn cũng là bảo hộ sư đệ sốt ruột, chỉ là trúng kẻ xấu mánh khóe, không bằng phạt hắn đi bắt hung thủ, dùng cái này tạ tội. Tu hành đến hóa thần kỳ không dễ, chúng ta rất nhiều năm mới có thể bồi dưỡng được dạng này tu vi tu giả A. Phạt Huyền tụng phản phất nghe được một chuyện cười, hung thủ chính là sát hại vọng chập bọn hắn người, vốn là chúng ta duyên yên các cừu hận, quan túy hương tông chuyện gì. Đối với túy hương tông tới nói, Lan Kỵ dẫn người tiến đánh vốn là tai bay và gió, cái gọi là hung thủ là Lan Kỵ, mà không phải những người này. Lan Kỵ coi như bắt được những người này thì phải làm thế nào đây? Chúng ta bắt được sát hại chúng ta đệ tử hung thủ, túy hương tông người liền sẽ bớt giận. Hoang đường. Ta sẽ cùng túy hương tông giải thích rõ ràng. Lan Kỵ thiên tôn giống như là một bãi bùng nhão, nói chuyện đều phản phất tại tự lẩm bẩm ai muốn nghe ngươi giải thích lão tổ lão tổ mau cứu ta ta thật là một lúc xúc động ta cũng không muốn như thế lão tổ lan kỵ thiên tôn hướng phía huyền tụng bò qua tới khẩn cầu lại nhìn thấy huyền tụng liền lùi lại mấy bước né tránh hắn lan kỵ thiên tôn ngẩng đầu nhìn về phía huyền tụng phản phất tại xác nhận ngài nhất định phải làm cho ta lấy cái chết tạ tội sao không chỉ có là ngươi còn có đồng hành tất cả mọi người muốn bị phạt đương nhiên ngươi là nặng nhất lão tổ ngài làm như thế chính là vì cưới cái kia ma môn yêu nữ sao giết ta để bọn hắn nguôi giận dạng này ngài liền có thể tiếp tục ôm được mỹ nhân về ngài cũng không nghĩ một chút ngài là thân phận gì nàng là thân phận gì các ngươi có khả năng ở một chỗ sao coi như ta thật đã chết rồi hai người các ngươi cũng sẽ không có khả năng các ngươi không có ở đi cùng khả năng đây đã là đại nghịch bất đạo lời nói nam tri nhân pháp thuật thứ nhất tế ra để hắn ngậm miệng huyền tụng cũng không tức giận mà là ngồi ở chính giữa trên ghế tay vịn cái ghế lan can hỏi lan kỵ ngươi khả từng nghĩ tới vì sao ngươi bên này vừa mới biết được tin chết cùng hung thủ tiên đô các tới liền hết sức giúp đỡ thậm chí xúc động càng nhiều tu giả phản phất sớm đã có chuẩn bị Lan Kỵ Thiên Tôn không cách nào trả lời. Tiên Đô Các cùng Quỷ Vương là thù cũ, lại ẩn nhẫn 700 năm, là bọn hắn không nghĩ đoạt lại hồn phách sao? Không, là bọn hắn không muốn trở thành bốc lên lưỡng giới chiến tranh mầm tai vạ, tiếp theo mang tiếng xấu. Lần này, bọn hắn đã sớm đạt được tin tức, phản phất là theo ngươi đi báo thù. Huyền Tụng nói xong, nhìn thấy Lan Kỵ Thiên Tôn ảo não được đập thẳng đầu, vậy mới tiếp tục nói nếu là chúng ta xử lý không tốt chuyện này vô luận cố kinh mặt cùng ta là quan hệ như thế nào nàng đều lấy đại biểu ma giới xuất chiến bởi vì nàng là ma tôn bởi vì là chúng ta duyên yên các đầu tiên phá vỡ lưỡng giới hòa bình quan hệ hiện tại có người muốn phục sinh lục đạo đế giang thậm chí còn luyện lục đạo đế giang công pháp đang khắp nơi hút người tu vi tu luyện chúng ta lại tại loại thời giờ này phát động lưỡng giới chiến tranh sao có người muốn phục sinh lục đạo đế giang tin tức này tại duyên yên các trưởng lão trong các nổ vang. Tất cả mọi người đều là giật mình, cùng nhau nhìn về phía huyền tụng, thậm chí có người đứng dậy, song quyền nắm chặt. Huyền tụng tiếp tục thấp giọng nói ra. Lan kỵ, sai chính là sai, nên nhận liền phải nhận, túy hương tông hơn trăm cái nhân mạng chúng ta được đền bù mệnh. Ta tại duyên yên các hơn nghìn năm, mắng các ngươi hơn nghìn năm, các ngươi vì sao vẫn là không có tiến bộ, làm việc trước đó coi như không đi thanh hữu tự hỏi ta, cũng có thể hỏi một chút trưởng môn lại hành động, ngươi xem một chút ngươi, đều đã làm những gì. Lan kỵ thiên tôn khóc ròng ròng, cuối cùng một lần nữa quỳ gối huyền tụng trước mặt, nặng nề mà dập đầu ba cái. Lão tổ, vãn bối hiểu. Cố kinh mặt dẫn người về tới thiên trạch tông, tiến vào về sau, thẳng đến yến túy chủ sự Lai Vân Cung. Nàng mang theo người tại Lai Vân Cung bên trong triệt để thanh tra, tìm kiếm dấu vết để lại. Cố kinh mặt ngồi ngay ngắn ở nhà chính giữa, trong tay còn bưng một ly trà, thổi thổi sau nhấp một ngụm. Hoàng đào đứng tại bên người nàng, cầm lên một chiếc lá sen giúp nàng che nắng. Tới điều tra người dần dần trở về chờ lệnh, tự hồ cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Chỉ có một người nói ra. Tông chủ, hắn trong nội cung cũng quá mức sạch sẽ, thậm chí không giống ở chỗ này ở lâu qua sạch sẽ a à, sạch sẽ mới có thể nghi đem gần đây đổ kiếp danh sách ghi chép cho ta nhất là phi thăng hóa thần kỳ cố kinh mặt đã được đến huyền tụng phái người tin tức truyền đến biết được che mặt người chỉ sợ luyện lục đạo đế gian công pháp nếu là yến túy luyện rất có thể tại gần đây bên trong đã phi thăng đến hóa thần kỳ thiên trạch tông môn nhân tốc độ rất nhanh làm danh sách đưa đến cố kinh mặt trước mặt cố kinh mặt lật xem một hồi hỏi Ngươi giúp ta nhìn xem, có hay không không ai nhận lãnh lôi kiếp? Hoàn toàn chính xác có một trận, chúng ta cũng hoài nghi là ai đổ kiếp chưa thành, vẫn lạc. Nhưng có vẫn lạc nguyên anh kỳ tu giả? Hoàn toàn chính xác không có. Nàng nói đặt chén trà xuống, đứng dậy, hướng phía động phủ của mình mà đi. Trên đường, nàng nghe được người tới bẩm báo, Lan Kỵ Thiên Tôn dẫn người tới Túy Hương Tông nói xin lỗi. Chỉ là nói xin lỗi. Lan Kỵ Thiên Tôn tự vẫn tại túy hương tông trước cửa, theo hắn cùng nhau đi trước tu giả đều tự phế một nửa tu vi, lưu tại túy hương tông nội tu thiện tông môn ốc xá, cho đến tu sửa hoàn tất. Duyên Yên các còn đưa đi rất nhiều cực phẩm đang dược, linh thảo, nói là già cảnh thiên tôn từ chính mình trân tàn bên trong lấy không ít, đều vật phi phàm. Cố kinh mặt trầm mặt nghe xong, tiếp lấy tiếp tục hướng phía động phủ mà đi, hỏi. Đinh Du nguyện ý tiếp nhận cái này xin lỗi sao? Quỷ vương rất trầm mặt, tự hồ. Cố kinh mặt lại đầu tiên lên tiếng. Đinh Du biết được ta cùng huyền tụng có tình cảm, cho nên không nghĩ phá hư chúng ta. Nếu là không có huyền tụng, Đinh Du tất nhiên sẽ trọng chấn cờ trống, tới duyên yên các đại sát một phen, náo hắn cái cá chết lưới rách. Đinh Du bán ta một cái thể diện. Khi duyên yên các bên kia, huyền tụng là bọn hắn lão tổ, người gây chuyện đưa tới, nếu là chúng ta thật không nguyện ý tha thứ, như vậy thì chỉ có chiến, huyền tụng làm hắn có thể làm được cực hạn. Đến nỗi tiên đô các bên kia, huyền tụng không phải tiên đô các người tham gia không, tiên đô các trưởng môn còn bị ta giết, về sau muốn thế nào xử lý tiên đô các, chỉ có thể nhìn đinh du thái độ. Hiện tại đinh du trạng thái rất kém cỏi, ta qua trận lại đi hỏi nàng. Chỉ cần nàng nghĩ trả thù, ta lập tức phái người hiệp trợ, tuyệt không qua loa. Lúc này, có người đưa tới Yến Túy danh thiếp, cố kinh mặt lấy ra chủy thủ, không chút do dự đâm xuống dưới, chờ nửa ngày không phản ứng chút nào, phản phất chỉ là đâm xuyên qua một chiếc phổ thông giấy trắng. khó trách Yến Túy cho nàng danh thiếp thời điểm không thèm để ý chút nào, hóa ra hắn chân thực tục danh không phải Yến Túy a? trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí không phải nổi giận, mà là thất vọng. nàng thậm chí đang nghĩ. Yến túy đến tột cùng tại sao phải như vậy chấp nhất phục sinh lục đạo đế giang. Phục sinh hắn, đến tột cùng có thể cho Yến túy mang đến chỗ tốt gì. Còn có rất nhiều chuyện, nàng thậm chí không muốn đi nghĩ lại, nghĩ đến. Hô hấp đều sẽ đau đớn. Như là, bọn hắn gặp nhau. Nàng đi vài bước, đột nhiên lại nói. Truyền lệnh xuống, truy nã Yến túy. Rõ. Cố kinh mặt đột nhiên trở nên đau đầu, không tiếp tục để ý những người kia, tiến vào động phủ, liền ngã tại trên giường đá bất tỉnh đi. Lại là một trận thần thức hỗn loạn, nàng nghe được một cái nam nhân gọi tên của nàng. Kinh Nhi. Ngươi là ai? Nàng cuối cùng có tinh lực tới để ý tới thanh âm này. Ta là phụ thân của ngươi. Cha. Cái này xa lạ xưng hô, phản phất đời này đều không thuộc về nàng. Cố kinh mặt ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, lại hỏi, ngươi là phụ thân của ta đúng ta tại sao biết nghe được thanh âm của ngươi ngươi ta huyết mạch tương liên cố kinh mặt thần thức đau đớn không thôi loại thống khổ này thậm chí ăn mòn thân thể của nàng để nhục thể của nàng cũng đang dãy dụa cuồn cuộn nàng ráng chống đỡ mang lại hỏi ngươi là ai ngươi tên là gì cái thanh âm kia trả lời lục đạo đế giang tác giả có lời muốn nói Bản đơn nguyên kết thúc. Chương sau liền bắt đầu kế tiếp đơn nguyên. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Không phụ cùng danh một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không phụ cùng danh một cố kinh mạch trong lúc đần độn, phản phất làm một trận dài dằn dặt ác mộng. Trong mộng có người gọi nàng danh tự, nói là phụ thân của nàng, nhưng mà loại này kêu gọi để nàng nổi giận phát cuồng. Lăng đi. Ai là ngươi nữ nhi? Cẩu vật, nghe được thanh âm của ngươi đều cảm thấy buồn nôn. Cố kinh mặt dãy dụa lấy tỉnh lại, ngồi dậy còn có chút tức giận, dứt khoát một chưởng vỗ nát bên người bàn đá. Cái này vang động kinh động đến hoàng đào, dụi mắt đi tới hỏi. Ma tôn, thế nào? Thấy ác mộng. Ngươi nếu là không vui vẻ, chúng ta đập phá tới cùng những cung chủ kia nhau nhau một trận đi. Ta muốn gặp huyền tụng. Cố kinh mặt biết được cái này mộng chỉ sợ không bình thường, nàng cần hỏi một chút huyền tụng, thậm chí là để huyền tụng tiến vào thần trí của nàng bên trong, nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Huyền tụng là phương diện này người trong nghề. Nghĩ huyền tụng nha. Hoàng đào yên lòng, cái này dễ xử lý, ta tới duyên yên các thay ngươi tìm hắn tới, Ngươi chờ một chút a, à, ta tìm người mượn kiện thích hợp phi hành pháp khí." Cố Kinh mặt tranh thủ thời gian gọi lại Hoàng Đào, trầm mặt một hồi thở dài. Trước mắt còn không được, hai bên sự tình còn không có triệt để xử lý hoàn tất, chúng ta gặp mặt sợ là sẽ phải có chút gian nan. Hoàng Đào phá lệ không hiểu, ngẹo đầu nhìn chầm chầm Cố Kinh mặt nhìn, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói: "Thế nhưng là nghĩ hắn, liền đi gặp a." À. Hoàng Đào lại nghĩ đến nghĩ, hỏi: nếu không ta tới tìm vũ sư huynh đi liền nói ta nghĩ hắn tìm tới hắn về sau để hắn chuyển đạt thoáng cái về sau để huyền tụng tự nghĩ biện pháp đạo lữ ở giữa truyền âm có khoảng cách phạm vi hạn chế hiện tại cố kinh mặt cùng huyền tụng một cái tại tiên giới một cái tại ma giới tự nhiên truyền không âm liền ngay cả từ ma giới đi ra truyền âm phù đều sẽ bị chặn đường tại tiên giới bên ngoài chỉ có thể hoàng đào đi tìm chính ngươi có thế tới sao cố kinh mặt không khỏi có chút bận tâm hoàng đào tu vi quả thực có chút thấp ta cùng ca ca cùng đi hắn thông minh hoàng đào nói xong lập tức quay người chạy ra cố kinh mặt động phủ cố kinh mặt một người ngồi tại trên giường đá nửa ngày nghĩ đến hoàng đào đi tìm huyền tụng vậy mà ẩn ẩn có loại chờ mong loại cảm giác này rất kỳ diệu trước kia gặp được sự tình nàng vô luận bực bội vẫn là khổ sở đều phải đối mặt mình hiện tại trong cuộc đời của nàng thêm một người, có thể cùng với nàng cùng nhau thương lượng. Người kia rất thông minh, có thể cho nàng bày mưu tính kế, phản phất một cái quyết định đạt được người kia tán thành, cũng sẽ càng có niềm tin. Nguyên bản còn rất bực bội, giờ phút này lại bất giác dương lên khóe miệng. Nàng nhanh chóng đứng dậy đến động phủ trước gương đồng cuối người, tới chỉnh lý quần áo của mình cùng tóc. Hoàng đào cùng vân túc nịnh sóng vai đi theo vũ kỳ xâm tiến vào duyên yên cát. Vũ Kỳ Sâm có chút xấu hổ, đi ở bên cạnh hắn chính là Vân Túc Nịnh, lại bản mang gương mặt không nói một lời. Hắn chỉ có thể thăm dò đi xem cùng hắn gian cách một cái Vân Túc Nịnh hoàng đào, hỏi. Các ngươi thật là đến tìm ta. Tìm huyền tụng. Hoàng đào nhỏ giọng trả lời, ma tôn nghĩ hắn. Vũ Kỳ Sâm tranh thủ thời gian gật đầu, nhìn chung quanh một chút về sau, lại một lần thăm dò đối hoàng đào nói gần nhất lão tổ đều đang điều tra sơ tỉnh tiên tôn cùng vọng chập tiên tôn ngoài ý muốn vẫn lạc sự tình, liên tục mấy ngày bận rộn không ngừng. Ta chỉ có thể thử nhìn một chút tới bẩm báo, các ngươi đã tới hắn hẳn là sẽ gặp. Ừm ừm, nếu là hắn không thấy, ta liền không đi, chờ đến hắn nguyện ý gặp mới thôi. Cái này cũng không cần, hội kiến, ta cảm thấy lão tổ kỳ thật người rất tốt, chính là nhìn xem không tốt thân cận chút. Vân Túc định nhìn bên cạnh hai người đều vượt qua hắn thăm dò nói chuyện, hơi hơi nhíu mày, hỏi. Ta ảnh hưởng các ngươi rồi. Vũ Kỳ Sâm tranh thủ thời gian một lần nữa đứng vững. Không, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng. Ba người đến trưởng lão các bên ngoài, Vũ Kỳ Sâm nghĩ nghĩ sau đối truyền tin tiểu đệ tử nói ra. Còn xin sư huynh hỗ trợ bẩm báo, nói là tố lưu quan cốc thiếu cốc chủ cùng nhị tiểu thư cầu kiến và cảnh thiên tôn và dạ cảnh thiên tôn mấy ngày nay đều rất bực bội sợ là rất khó đồng ý gặp mặt đệ tử kia nhìn một chút vân túc định cùng hoàng đào chẳng qua là hai cái tiểu bối liền dám can đảm ở loại thời điểm này đi cầu gặp già dạ cảnh thiên tôn già dạ cảnh thiên tôn hội kiến mới là lạ vũ kỳ sâm vô cùng chấp nhất lại nói vẫn là thỉnh sư huynh bẩm báo một tiếng cũng là liên quan tới điều tra sự tình nếu là có manh mối cho ta là được rồi không cần tự mình đi gặp. Hoàng đào nghe xong thẳng quyết miệng, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Vân Túc Nịnh. Vân Túc Nịnh chỉ có thể thấp giọng nói. Là mật báo, liên quan tới đầu mối, trẻ các ngươi đảm đương không nổi. Đệ tử kia nhìn một chút Vân Túc Nịnh, cuối cùng vẫn xoay người đi bẩm báo, để hắn không nghĩ tới chính là, và cảnh thiên tôn vậy mà thật để bọn hắn tiến vào. Tiểu đệ tử khi trở về khách khí rất nhiều, nhìn nhiều mấy người mấy mắt, đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào trưởng lão cắt hiện nay loại bọn tiểu bối này đều có thể đi gặp già cảnh thiên tôn rồi hoàng đào lanh lợi theo sát vũ kỳ sâm tiến vào bên trong trên đường còn đang hỏi ngày bình thường huyền tụng như vậy khó gặp sao đây là tự nhiên chúng ta trong môn trưởng bối muốn gặp hắn đều cực kỳ khó khăn còn đã từng lâu quỳ mấy tháng có thừa lão tổ đều đóng cửa không thấy khoa trương như vậy hoàng đào kinh ngạc dị thường đợi cho trưởng lão trong các, trong đó còn có những người khác. Hoàng đào nhìn xem Lý Từ Vân, Nam Tri Nhân cũng đều là quen thuộc người, cũng liền không có chần chừ nữa, thoải mái nói. Huyền Tụng, Ma Tôn nói nàng nhớ ngươi, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi gặp nàng đi. Trưởng lão trong các yên tĩnh. Lý Từ Vân vốn không muốn đọc sách, lại cầm lên một quyển sách lật xem, ánh mắt lại nhìn về phía Nam Tri Nhân, phản phất tại hỏi. Ngươi nghe thấy được sao? lão nhân gia yêu đương thật là biết xấu hổ. Nam tri nhân cũng tại ra vẻ trấn định, giúp Lý Từ Vân điều chỉnh sách dù sao, ánh mắt lại vụng trộn nhìn về phía huyền tụng. Nàng tuy là huyền tụng đồ đệ, nhưng là chân thực không cảm thấy người sư phụ này có chỗ nào đáng giá tưởng niệm. Dù sao cùng hắn chung sống một phòng, tất cả mọi người sẽ trở nên đè nén, thở mạnh cũng không dám. Trưởng lão trong các các trưởng lão khác, nghe được một cái tiểu cô nương trực tiếp gọi lão tổ làm huyền tụng, tới tấp hô hấp trì trệ nhất là phía sau trong khi nói chuyện cho cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cái này đây là bọn hắn có thể nghe sao huyền tụng nhìn xem hoàng đào cùng vân túc nịnh đi tới vũ kỳ sâm cẩn thận từng ly từng tí vứt hoàng đào tay áo nhắc nhở nàng cẩn thận chút nói chuyện lại bị vân túc nịnh ngăn cản mở ra không cho hắn đụng hoàng đào ống tay áo đều không được hoàng đào có chút không hiểu còn đang hỏi thế nào vũ kỳ sâm gấp đến độ không được sợ huyền tụng trách tội xuống ai biết huyền tụng cũng không tức giận mà là hỏi hoàng đào nàng ký khế ước truyền tống chỗ nào đều có thể đi đúng lên trời xuống đất không gì làm không được huyền tụng không chần chờ từ vạn bảo linh bên trong lấy ra cố kinh mặt đưa cho hắn linh đan lay động một cái không ra một lát đám người liền nhìn thấy cố kinh mặt xé rách không gian mà tới Lý Từ Vân quyển sách trên tay rớt xuống đất, trợn mắt hốc mồm. Nam tri nhân cũng là cả kinh, còn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tự hồ là đang xác nhận duyên yên các hộ sơn đại trận phải chăng có vấn đề. Trưởng lão trong các các trưởng lão khác cũng cả kinh tại chỗ bất động. Huyền Tụng lại là nhất là bình tĩnh, nói với Cố Kinh Mạch: "Ta giờ phút này có chút bận bịu, rất nhiều manh mối cần phân tích, ngươi nếu là muốn nhìn ta, an vị ở một bên yên tĩnh chút không muốn quấy rối." ta bận biệu xong sẽ đi cùng ngươi. Cố kinh mặt thì là nhìn chung quanh một chút, đánh giá trưởng lão các trang hoàng, tiếp lấy thật ngồi ở vị trí chính trung tâm, nhếch lên chân bắt chéo nói ra. Chờ có thể, lên cho ta chén trà, phải tốt. Được. Huyền tụng rất mau trả lời ứng. Vũ Kỳ Sâm biết được hắn là trong điện trẻ tuổi nhất, tranh thủ thời gian ứng thanh, vội vã ra ngoài cho cố kinh mặt pha trà đi tới. Hoàng Đào thì là nhanh chóng đến cố kinh mặt ngồi xuống bên người, đối Vũ Kỳ sâm hô. Vũ Sư Huynh, mang cho ta chút hoa quả khô đến, tốt nhất có lạp xưởng cùng đùi gà. A, à, nha. Vũ Kỳ sâm tranh thủ thời gian trả lời. Lý Từ Vân chật vật nhặt lên sách đến, liền nhìn thấy mấy vị trưởng lão chạy chậm đến đến bên cạnh hắn, hỏi. Để ma tôn dài lão cát, vẫn ngồi ở lão tổ vị trí, thích hợp sao? Lý Từ Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, phi thường vững tin trả lời không quá phù hợp vậy phải làm sao bây giờ lý tự vân giơ lên cái cằm chỉ hướng huyền tụng ngươi quản được sao mấy vị trưởng lão đều mặc lộ vẻ vẻ làm khó không quản được vậy liền chịu đựng đi ma tôn tự hồ cũng không có nháo sự mà lại ma tôn hẳn là cũng phá lệ chú ý sơ tỉnh tiên tôn sự tình để nàng dự thính đi không đầy một lát Vũ Kỳ Sâm đưa tới nước trà cùng hoa quả khô, đồng thời nhỏ giọng cùng Hoàng Đào giải thích. Đệ tử trong môn phái đều tích cốc, không có dự trữ đùi gà cùng lạp xưởng, ta để một ngạn rời núi đi mua. Các ngươi duyên yên các hảo nghèo rất mồng tơi a. À. Hoàng Đào nhịn không được lầm bầm một tiếng, phòng ở đắp lên thật cao, kết quả trống rỗng, đùi gà đều không có. Vũ Kỳ Sâm thái độ khiêm tốn. Về sau chúng ta cố gắng sửa lại thái độ ngược lại là rất tốt lúc này huyền tụng gọi đi vân túc nịnh cùng vũ kỳ sâm hai người các ngươi tới hai người lập tức đi qua đứng ở bàn lớn trước huyền tụng chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là ở chỗ này nếu như là các ngươi các ngươi sẽ trốn hướng chỗ nào vũ kỳ sâm âm thầm điều chỉnh tâm tính biết được lão tổ lại một lần dự định đơn độc chỉ bảo hắn hắn phải bắt được cơ hội không thể để cho lão tổ thất vọng. Vân Túc Nịnh thì là thấy phá lệ nghiêm túc, đồng thời thấp giọng hỏi. Chính là Yến Túy sao? Đúng, chúng ta bây giờ trọng điểm điều tra chính là hắn. Vân Túc Nịnh cùng Vũ Kỳ Sâm không giống. Hắn cùng đám người kia có huyết cừu, nếu là Yến Túy chính là che mặt người, như vậy Yến Túy chính là giết chết muội muội mình hung thủ. Hắn muốn so Vũ Kỳ Sâm nghiêm túc rất nhiều, nhìn xem địa đồ rơi vào trong trầm mặt, hiển nhiên là đang tự hỏi. Vũ Kỳ Sâm rất nhanh cũng đi theo nghiêm túc đi xem, cùng nhau phân tích. Cố Kinh Mạch tự nhiên ngồi không yên, cũng đi theo sang đây xem địa đồ. Trên bản đồ có clip nha clip nhíp tiểu tự cùng ký hiệu, nàng nhận ra không nhiều, mà lại nghiêm túc nhìn lâu, liền cảm giác những chữ kia tại xoay tròn, để nàng lần nữa có choáng ván cảm giác. Nàng biết được đây cũng không phải là là nàng không muốn xem văn tự, mà là loại kia ảo giác tại quấy phá, liền ngay cả nàng nghiêm túc suy nghĩ đều sẽ bị ảnh hưởng. Nàng tự nhiên biết giờ phút này không phải nói thời cơ, liền lại ngồi trở xuống. Rất nhanh nàng lại ý thức được, nàng thời khắc này bực bội cũng sẽ ảnh hưởng đến ảo giác của nàng. Cố Kinh mặt tay khoác lên trên ghế, nhấp một ngụm trà, nhìn xem tất cả mọi người đang bận rộn, chỉ có nàng cùng Hoàng Đào thành quần chúng, cảm thấy phi thường không thú vị lại bực bội, vì vậy nói: "Huyền Tụng, ta có chút nhàm chán." vậy ta để nam tri nhân dạy ngươi nhận thức chữ không cần cố kinh mặt nghĩ nghĩ về sau nói nhìn như vậy mà ngươi không có ý nghĩa ngươi đem cái đuôi lộ ra cho ta xem một chút lý từ vân không khỏi cảm thấy hoang đường sư phụ của hắn luôn luôn đối với mình bán yêu thân phận ngậm miệng không đề cập tới cực kỳ tỵ húy bọn hắn cũng không dám nói hắn làm sao có thể biểu hiện ra cái đuôi đến chỉ là vì cho nữ tử giải buồn coi như lão nhân gia tình yêu xế bóng, cũng không thể như thế kiêu căng. Xoay người, liền nhìn thấy huyền tụng thật đang nhìn địa đồ đồng thời, lộ ra chính cái đuôi tới. Lý Từ Vân Tác giả có lời muốn nói. Lý Từ Vân Ngươi liền sủng nàng đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Không phụ cùng danh hai bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không phụ cùng danh hai nam tri nhân đứng tại địa đồ vừa đi theo nhìn, ho nhẹ một tiếng nói. Sư phụ, lỗ tai của ngươi. Tổng động, ta sẽ nhịn không được đi xem. Hóa ra hồ ly tai là có thể nhích tới nhích lui. Nhìn rất mềm mại dáng vẻ. Nam tri nhân khó mà tự kiềm chế nhìn mấy mắt. Huyền tụng cũng cảm thấy có chút không ổn, chỉ có thể nói ra. Các ngươi trước phân tích, phân tích được không sai biệt lắm, liền phái người đến đó dò xét, nhớ kỹ, muốn người nhiều chút không thể tách ra, ít người sẽ chỉ đút cho hắn tu vi. Nói xong đối cố kinh mặt ngoắt. Ngươi đi theo ta. Cố kinh mặt lập tức đứng dậy, đi theo huyền tụng đi ra ngoài. Nàng không kìm được lòng đưa tay, muốn tới sờ sờ đuôi cáo, lại bị huyền tụng ghét bỏ đập đi. Đừng đốt đi ta. Nhìn mềm mềm, chính ngươi thời điểm sẽ chảy lông sao sẽ không về sau ta giúp ngươi chải huyền tụng quay đầu nhìn một chút nàng cũng không trả lời cũng không có cự tuyệt ngày đó duyên yên cắt rất nhiều đệ tử thấy được tình cảnh như vậy bọn hắn không ai bì nổi nghiêm chỉnh lão tổ già cảnh thiên tôn thản nhiên lộ ra được chính mình cửu vĩ mang theo ma môn ma tôn đi qua duyên yên các sân nhỏ trên đường đệ tử nhìn thấy hai người mặc dù kinh hãi lại không người dám nói cái gì còn muốn quy củ cùng nhau hành lễ. Cuối cùng, hắn mang theo ma tôn đi tới động phủ của mình. Duyên yên các các đệ tử tới tấp chấn kinh, phản phất cự thạch đâm đầu xuống hồ dẫn tới ngàn cơn sóng. Hóa ra trong truyền thuyết, và cảnh thiên tôn cùng ma tôn màu hồng phấn truyền thuyết là có thật. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lão tổ thật lấy cùng với ma tôn? Này lại sẽ không dẫn tới tiên giới môn phái khác kháng nghị huyền tụng động phủ đơn giản để cố kinh mặt hoài nghi huyền tụng rất nghèo khốn động phủ này cùng bọn hắn thiên trạch tông đệ tử tầm thường đồng dạng không khác thậm chí không có cái gì ra dáng pháp khí huyền tụng giải thích nói những năm này ta không ở tại nơi này cố kinh mặt đưa tay muốn đi đụng chiếu sáng pháp khí lại bị huyền tụng ngăn cản đầu tiên mở ra pháp khí cố kinh mặt nhỏ giọng lầm bầm thắp sáng chiếu sáng pháp khí linh lực ta còn là có huyền tụng không có để ý mang theo nàng trong động phủ ngồi xuống một mình chỉnh lý chung quanh đồ vật hỏi nghe nói ngươi nhớ ta nghĩ như thế nào ta nghe một chút nhìn thế nào nhớ ngươi cũng muốn cùng ngươi kỹ càng hồi báo một chút làm ta là ngươi duyên yên các đệ tử huyền tụng cũng không để ý tới của nàng kháng nghị mà là ngồi ở trước mặt của nàng nói ra ta chỉ là muốn nghe tỉnh lại sau giấc ngủ liền suy nghĩ ngươi nếu là ở bên người liền tốt. Nàng nhìn thấy huyền tụng càng đến gần càng gần, cuối cùng dứt khoát hôn lên. Nàng cũng không cự tuyệt, ngược lại vòng lấy huyền tụng cổ, tại huyền tụng quen thuộc trong miệng nàng lúc nên đón. Hỏa diễm lại đốt lên. Huyền tụng sớm có phòng bị, hắn quanh thân trải rộng băng tinh, bị lửa hòa tan mất liền một lần nữa ngưng kết, như thế lặp đi lặp lại. Chỉ cần có thể tiếp tục nụ hôn này nàng thừa cơ chạm đến huyền tụng sợi tóc màu bạc mềm mại, phá lệ nhu hòa, tiếp lấy đưa tay cầm đuôi cáo, thích đến híp mắt thu hút mắt tới. mới đầu là vụng về, về sau cũng thuần thục một chút, từ không lưu loát hai người dần dần thành thạo. sau một hồi mới tách ra, cố kinh mặt thế lửa chưa diệt, huyền tụng chỉ có thể thối lui, xem xét trên người mình có hay không bị cháy hỏng địa phương. cũng may hắn phòng hộ được đã rất có kinh nghiệm cũng không bị thế lửa gây thương tích. Ta hôm qua trong giấc mộng. Cố kinh mặt cố gắng tỉnh táo đồng thời, nhấc lên chuyện này, hoặc là nói ta xuất hiện ảo giác, tại cùng những người kia đấu pháp lúc liền xuất hiện, ta nghe được một cái nam nhân gọi ta danh tự. Hôm qua ở trong mơ, hắn nói hắn là phụ thân của ta, hắn là lục đạo đế giang. Huyền tụng nguyên bản còn rất ôm nhu, nghe đến đó khuôn mặt cứng đờ. Cố kinh mặt biết được huyền tụng cùng lục đạo đế giang từng có đấu pháp trải qua, thế là hỏi. Hắn là cái gì Linh căn Lửa. Hắn thật là cha ta. Ấn đầu năm để tính, hắn đi qua nhân giới hoàn toàn chính xác có khả năng. Bất quá khi đó hắn đã tẩu hỏa nhập ma, khi thì thanh tĩnh khi thì điên cuồng khắp nơi hút người tu vi, làm sao còn có nhàn hạ tới nhân giới. Mà lại ta duyên yên các đệ tử một mực có giám thị hắn, hắn nếu là đi qua nhân giới, duyên yên các không có khả năng không biết. Cố kinh mặt mê mang lắc đầu. Sợ là ta mẹ cũng không rõ ràng, nàng. Từng có rất nhiều khách nhân, các nàng sẽ còn định kỳ uống thuốc, chỉ là ta rất khó đánh rụng, mới ngoài ý muốn ra đời. Thế nhưng là rất kỳ quặc, vì sao đột nhiên xuất hiện loại ảo giác này? Này lại không phải chỉ là để mang theo mê hoặc tính, muốn dụ ngươi chủ động dân ra tâm đầu huyết cố kinh mặt rũ xuống mí mắt đi theo suy nghĩ, tiếp lấy nói ra. Hôm đó Yến Túy đến, đã từng điểm qua trán của ta. Cổ. Huyền tụng rất nhanh nghĩ đến khả năng này, nhưng mà cái gì cổ có thể đạt tới loại hiệu quả này đâu. Cái hiệu quả này tự hồ là bọn hắn khả khống, là hướng về bọn hắn muốn phương hướng phát triển, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói qua có tốt như vậy khống chế cổ. Nàng đưa tay chỉ mình cái tráng. Ngươi tới ta trong thần thức nhìn xem. Huyền Tụng đang muốn đưa tay, lại đột nhiên dừng lại, sau một hồi mới thận trọng hỏi: Có thể chứ? Cái gì có thể chứ? Ngươi ta ở giữa có đạo lữ ấn, ta như vậy tiến vào thần trí của ngươi, khả năng, có thể sẽ sinh ra hồn tu đồng dạng hiệu quả. Nàng ra vẻ trấn định trả lời: Vậy cũng phải nhìn xem a, à, cái này ảo giác ảnh hưởng đến ta ta vừa rồi muốn cùng cùng nhau nhìn xem địa đồ đều không thể kiên trì. Được. Huyền tụng tự định giá một lát, chỉ chỉ nội gian, ngươi có cần phải tới trên giường đá. Đi thì đi. Cố kinh mặt tới được đại nghĩa lẫm nhiên. Huyền tụng đi theo vào, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiến vào cố kinh mặt thức hải. Hai người bọn họ ở giữa có đạo lữ ấn, không giống với bình thường tu giả tiến vào, huyền tụng là thông qua đạo lữ ấn vị trí tiến vào bên trong tiến vào về sau hắn liền bị ôm nhu cảm giác vây quanh như ba tháng gió mát nhu hòa vờn quanh như buổi chiều nắng ấm ôm nhu chiếu rọi hắn tay giơ lên liền cảm giác từng tia từng sợi non mềm vây quanh hắn mang mùa xuân mầm xanh bình thường non nớt hắn cũng không dừng lại thêm mà là tại cố kinh mặt thức hải bên trong đi tìm kỳ quái địa phương tìm hồi lâu thậm chí bắt đầu dùng công pháp đều không thể phát hiện cổ tồn tại cái này khiến huyền tụng lâm vào trong suy tư thật chẳng lẽ chính là hắn không biết cổ loại. Tại hắn suy nghĩ trong lúc đó, hắn phát hiện cố kinh mặt thức hải bên trong kia có ý thức từng tia từng sợi tại khẽ vuốt đuôi cáo. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại tùy ý cố kinh mặt tới hồ nháo. Ta chưa thể phát hiện cổ chỗ, có lẽ có thể để vân túc định nhìn xem thân thể của ngươi có gì không ổn. Huyền tụng đứng tại thức hải bên trong hỏi. Cho nên không thể xác định là cổ chỉ có thể nói có thể là cổ, nhưng lại không biết cái này cổ ẩn nấp ở đâu một chỗ, chỉ cần tìm được nó ẩn nấp vị trí là được rồi. Ngươi nói, ta thật là lục đạo nữ nhi sao? Có như vậy một cái chớp mắt, cố kinh mặt cũng sẽ hoài nghi. Toàn bộ tu chân giới, còn có ai có thể sinh ra nàng như vậy tư chất hài tử? Nàng nhập tu chân giới cũng có chút thời gian, tự nhiên sẽ hiểu chính mình là như thế nào thiên phú dị bẩm như vậy hiếm thấy đơn linh căn, phượng mau lân giác tư chất. Nàng mẫu thân chỉ là một kẻ phàm nhân, không thể cho nàng như vậy tư chất, sợ là cha tư chất. Khả như vậy không tầm thường người không nên tại tu chân giới không tên không họ. Huyền Tụng cũng đang tự hỏi cái này 200 năm trái phải thời gian có khả năng hỏa hệ đơn linh căn tu giả, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại nhất nhất phủ nhận. Những tu giả này hoặc là thanh tâm quả dục, một lòng vấn đạo, hoặc là đã có đạo lữ hắn thậm chí nghĩ đến thanh hữu tự vị kia giữa lông mày có dấu đỏ thánh tăng, đồng dạng là hỏa hệ đơn linh căng, lại tu vi tăng lên cực nhanh, khả lại rất nhanh phủ nhận, nghĩ như thế nào, hắn cũng không nên đi qua nhân giới, còn đã từng gặp được cố mẫu. Như thế đoạn tình tuyệt ái người, làm sao có thể? Nhất thời, không có đầu mối. Phải hay không phải lại có cái gì khác biệt? Chưa bao giờ có dưỡng dục chi ân, giữa các ngươi quan hệ, liền ngay cả kia bèo nước gặp nhau người đi đường cũng không bằng loại chuyện này cần gì phải để ý hiện tại đến cùng ngươi bị xa loại quan hệ thật là vẽ vời thêm chuyện còn không duyên cớ làm cho người phiền chán mà lại ta hoài nghi đây là một trận âm mưu căn bản chính là cổ tại quấy phá huyền tụng trả lời xong thối lui ra khỏi cố kinh mạch thất hải cố kinh mạch chỉ cảm thấy thân thể rung lên suýt nữa chưa thể giữ vững thân thể nàng mở to mắt về sau liền nhìn thấy huyền tụng màu hổ phách con ngươi đang xem mang chính mình không khỏi hai gò má nóng lên nàng vừa rồi biểu cảm hẳn là vô cùng hưởng thụ huyền tụng lại chưa biểu hiện ra cái gì đến chỉ là đưa ngón trỏ ra đầu ngón tay đến thử đụng vào đầu ngón tay của nàng rất nhanh liền thấy được nàng đầu ngón tay nhóm lửa tới ngươi chừng nào thì mới có thể không đốt lửa huyền tụng có chút buồn rầu hỏi ta cũng không muốn cố kinh mặt trả lời lúc phá lệ uể oải còn thăm dò tính hỏi cái nào một ngày nhìn thấy mặt của ngươi không tâm động nói không chừng liền không cháy huyền tụng ngón tay bôi qua vạn bảo linh lấy ra một cái mặt nạ đeo lên lần nữa thử dây vào ngón tay của nàng lần nữa tự đốt xem ra không phải là bởi vì mặt của ta huyền tụng có chút tiếc nuối giống như thở dài cũng là bởi vì ngươi bởi vì nhìn thấy ngươi liền sẽ tâm động có thể a, à, ngươi đắc ý a, à, không tầm thường đi. Ta thực ra không có đắc ý." Huyền Tụng rất nhanh phủ nhận. "Ngươi nhìn phía sau ngươi chính cái đuôi lắc, đều phải xoay tròn." Hai người cùng nhau rơi vào trầm mặc. Tĩnh mịch trong không gian, hai người đối lập không nói gì, chỉ có Huyền Tụng chính cái đuôi còn tại không bị khống chế đông đưa. Cố Kinh mặt nhịn không được, phốc một tiếng cười ra tiếng. "Ngươi có hay không lượt? Cố kinh mặt đột nhiên hỏi một cái phá lệ vấn đề kỳ quái. Lược. Huyền tụng chần chờ một chút, mới nói, đều là Lý Từ Vân giúp ta buộc tóc. Tới lấy một cái, ta nghĩ chải chải cái đuôi. Huyền tụng rất là chần chờ. Ngươi xác định sẽ không cháy rồi. Ta cố gắng, dù sao chín đầu đâu, đốt đi một cái còn có tám đầu đâu, sợ cái gì. Cửu vĩ không phải chơi như vậy. Thế nhưng là cố kinh mặt đã đề. Huyền tụng chỉ có thể tới sai người gọi tới Vân Túc Nịnh, lại phái người đưa tới một cái lượt. Vân Túc Nịnh đi vào động phủ, giúp cố kinh mặt dò xét trong thân thể phải chăng có cổ, trong lúc đó hắn cố gắng trấn định lại, nhưng vẫn là không cách nào coi nhẹ cố kinh mặt cố gắng giúp huyền tụng chải vuốt cái đuôi dáng vẻ. Chải cẩn thận từng ly từng tí sợ đốt đi lông tơ. phản bối chưa thể dò xét đến cổ. Vân Túc Nịnh dừng lại, đi theo lâm vào suy nghĩ. Hắn tự định giá một lát sau, hỏi: "Bình thường tới nói, hạ cổ mấy loại phương thức chúng ta cũng hiểu biết, thế nhưng là thông thường chỗ đều không, có phải hay không là tại?" Huyền Tụng đi theo trả lời. "Trong máu." Cố Kinh mặt nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt xác nhận, liền lấy xuống một cây trâm gài tóc, cắt vỡ cánh tay của mình. Khuyết dịch nhỏ ở bát sứ bên trong, Vân Túc định dò xét sau lại buông xuống bát sứ cố kinh mặt nhìn thấy hai người đều là sắc mặt trầm ngưng liền hỏi quả nhiên tại trong máu vân túc nịnh trả lời lại đã tan vào huyết dịch các nơi như thế nào mới có thể xử lý vân túc nịnh thở ra một hơi mới nói thả tận huyết dịch khắp người nếu có một điểm còn sót lại này cổ đều sẽ lần nữa sinh sôi một lần nữa lan tràn toàn thân cố kinh mặt nghe xong nhịn không được cười lạnh vì muốn ta tâm huyết bọn hắn thật là nhọc lòng a. À. Vân Túc Nịnh chỉ có thể căng dặn. Cái này cổ vô cùng có tính nhắm vào, ngài thụ thương sau không thể tự kiềm chế điều tức, liền không cách nào khống chế nó, bình thường tu giả vận công liền có thể đưa nó tản. Chúng cổ sau không thể chịu đựng kích thích, không thể đấu pháp, thậm chí không thể quá mức mệt nhọc, bằng không thì cũng có thể sẽ bị cổ khống chế. Cái này chẳng phải là tựa như một tên phế nhân. Có lẽ bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là ngày trước chữa thương, đợi ngày sau ngài vận chuyển linh lực không còn đau đớn, có thể chính mình vận công làm cổ một chút xíu bước đi ra." Huyền tụng lúc này nói ra. "Còn có cuối cùng một vị thuốc, Hoa Giang vãng chiếu. Thu hoạch vị này thuốc rất nguy hiểm. Ta và ngươi cùng đi." Cũng không thể nói là nguy hiểm, chỉ là thân phận của ngươi, trước mắt xem ra danh bất chính, ngôn bất thuận, sợ là không có vào trận tư cách. "Ta không có tư cách Cố kinh mặt lúc này tới tính tình, ta là ma tôn. Cũng là bởi vì ngươi là ma tu. Nơi đó chỉ có chính phái tu giả mới có thể tiến nhập, lại cần đạt được tất cả môn phái tán thành, mới có thể tiến vào. Đây là cái gì quy củ? Chỗ này đại trận tại Vũ Sàng các bên trong, Vũ Sàng Cát là một cái nhân số không đủ trăm người môn phái, nhưng là tại này môn phái bên trong tu giả, đều là tài đức vẹn toàn tồn tại. Vũ Sàng các tại trăm ngàn năm trước, là sáng thế đại năng sáng lập môn phái, một mực đạt được các đại môn phái kính trọng. Ta nếu là đơn độc tiến vào còn có thể thử một lần, nhưng là ngươi lấy tùy hành, sợ là rất khó chiếm được tán thành. Ta nếu là thế nào cũng phải đi chung với ngươi đâu. Kia! Liền phải trước tổ chức đại điển. Cố kinh mặt nghĩ nghĩ sau hỏi. Chính là ngươi nói cái kia thành thân A. Ừm. Vậy liền thành đi cố kinh mặt không thèm để ý chút nào giống như trả lời. Cái này cần trước tiếp thu, sau vấn danh. Ta gọi cố kinh mặt A. À. A. Huyền tụng đưa tay xoa xoa mi tâm, ta nói chính là thành thân trình tự. Vấn danh chẳng phải bớt đi sao? Bớt đi một bước không được sao? Ngươi hỏi thế nào ta cũng gọi cố kinh mặt A. À. Cái này. Ngươi đợi ta cẩn thận muốn nói với ngươi, được không? Vậy ngươi nói chúng ta thành thân trước cần đính hôn nghị thân. Cố kinh mặt sờ lên chót mũi. Hai người chúng ta còn không tính định sao? Tư định chung thân cũng coi như định đi. Nghĩ cái gì đâu? Ta ném đi vạn bảo linh, không có gì có thể cho, có điều là thiên trạch tông vẫn là rất giàu có. Ta tới ăn cướp thoáng cái ba mươi mấy cái cung chủ, đoán chừng có thế cướp tới không ít, ngươi muốn nhiều ít. Chân thực không được ta lại đi đoạt mấy cái tông môn không cần ngươi tới ăn cướp ngươi không cần có áp lực tâm lý cướp bóc ta am hiểu nhất ta thậm chí không cần ra tay bọn hắn liền ngoan ngoãn hiến đi lên yên tâm đi ngươi theo ta ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi cố kinh mặt nói vỗ vỗ bộ ngực huyền tụng dần dần phát giác không đúng hai người bọn họ kiểu người có phải hay không đổi đến đây không ngươi nghe ta nói huyền tụng tranh thủ thời gian đánh gãy nàng hắn cũng không thiếu những cái kia, tương phản, hắn tại tu chân giới đều coi là giàu có. Cố kinh mặt lại phá lệ sốt ruột. Ai nha, làm sao phiền toái như vậy, lúc nào thành thân? Mau chóng được không? Nếu không thì buổi tối hôm nay trực tiếp động phòng, chúng ta liền xem như hoàn thành, được hay không? Ta đi, ngươi không được. Ta làm sao không được? Ngươi được hay không chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Vân Túc Nịnh rất muốn lập tức rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Cố kinh mặt. Ta ăn cướp nuôi ngươi A9 cái đuôi xoay tròn, trực tiếp thành máy bay trực thăng thăng thiên, ta dựa vào cái đuôi phi thăng hệ liệt. Ma tôn không được, chảy dậy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Không phụ cùng danh ba Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không phụ cùng danh ba cố kinh mặt bản thân bị trọng thương đã có gần thời gian nửa năm hiện nay còn trúng cổ không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương hai loại tra tấn đều phi thường nhằm vào nàng một cái là hạn chế nàng đấu pháp một cái là hạn chế nàng thời gian dài nghiêm túc suy nghĩ xác định tình huống cố kinh mặt vậy mà chỉ có thể nằm tại trên giường đá nghỉ ngơi nàng nằm xuống sau liền cảm giác một vạn cái không cam tâm nàng hận thấu đám người kia hận không thể tự mình chính tay đâm bọn hắn, nhưng mà nàng chỉ có thể ở đây chờ đợi huyền tụng bọn hắn đi xử lý việc này. Nàng không có quá mức chấp nhất, nàng biết được chính mình không cách nào tham dự, bởi vì nàng có khả năng trở thành hành động vướng víu. Huyền tụng hiểu được tâm tư của nàng, biết được nàng nhất định tâm tình hỏng bét, liền từ vạn bảo linh bên trong lấy ra một chiếc an thần hương. Ta bị tâm ma vây khốn thời điểm, chọn dùng nó đến hóa giải một hai, nó có công dụng an thần, cũng sẽ giảm bớt ngươi khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cố kinh mặt tại huyền tụng trên giường đá lật ra cả người, nhìn về phía hắn, hỏi. Ta chỉ có thể lưu tại nơi này sao? Ngủ một giấc đi, ta phái đệ tử mua cho ngươi chút rượu đến, một hồi sẽ để cho hoàng đào sẽ tới cùng ngươi. Nhà! Cố kinh mặt ngửi ngửi an hồn thơm hương vị, không tính thích, cũng không ghét, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi tự hỏi mới nghĩ đến, đây là huyền tụng trên thân khi có khi không hương vị. Hóa ra là an hồn thơm a. À. Huyền tụng an ủi nàng. Ngươi một mình xử sự quá lâu, ngẫu nhiên thử một chút dựa vào người khác, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Bọn hắn một mực tại nhầm vào ta. Loại cảm giác này, không tự tay giết đều không giải hận. Ta giúp ngươi giết. Từng. Nàng nghe an thần hương trong bất tri bất giác ngủ, nhắm mắt lại sau thon dài lông mi đáp xuống tới. Tại trên gương mặt của nàng bày ra bóng tối hình dáng. Thân thể của nàng bị bao phủ tại chiếu sáng pháp khí ánh trăng ánh sáng bên trong, lọn tóc cùng gương mặt, còn có triển khai vạt áo, đều bị độ lên một tầng thoáng ngân sắc. Huyền tụng ngón tay bôi qua vạn bảo linh, từ bên trong lấy ra rất nhiều cố kinh mặt có thể sẽ dùng đến pháp khí, miễn cho cố kinh mặt khi tỉnh lại có cần, lại tìm không thấy có thể dùng đồ vật. Hắn làm những pháp khí này đặt ở cố kinh mặt đưa tay liền có thể cầm tới vị trí, vừa tìm được một cái tiểu tấm thảm giúp cố kinh mặt phủ thêm, vậy mới đứng dậy đi ra động phủ. Lại đến đến trưởng lão Các, các đồ đệ của hắn cùng Vũ Kỳ Sâm cùng Vân Túc Nịnh còn tại nghiên cứu địa đồ. Bọn hắn gặp Huyền Tụng tới, chỉ trong đó mấy cái vị trí nói ra. Chúng ta hoài nghi là cái này mấy chỗ, cái phạm vi này bên trong chỉ sợ là địa cung, hay là bí ẩn kết giới cực mạnh địa phương, mới có thể tránh thoát chúng ta dò xét. Vân Túc Nịnh chỉ một chỗ nói, nơi này là thiên phạt trận vị trí cố kinh mặt cùng tu trúc thiên tôn từng ở nơi đó trải qua sinh tử hoàng đào cũng tại thiên phạt đại trận bên ngoài trong hồi lâu hắn tự nhiên sẽ biết được nơi này vị trí hoàng đào nghe được câu nói này cũng đi theo lại gần tự hồ xem không hiểu địa đồ văn tự chỉ có thể nhìn hiểu bức họa thế là nói ra nơi này có đầu sông ta nhớ được lúc ấy ma tôn cùng tu trúc thiên tôn đều bị con sông này vây khốn qua cái này trong sông mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chảy ra nham thạch nóng chảy tới. Nham thạch nóng chảy. Huyền Tụng nghĩ nghĩ sau nói, nham thạch nóng chảy nhiều sinh tại vỏ quả đất chỗ sâu, trừ phi là núi lửa bộc phát, bằng không thì như thế nào tùy tiện chảy ra mặt đất. Hoàng Đào trả lời, chúng ta lúc ấy cảm thấy là thiên phạt đại trận đưa tới dị tượng. Huyền Tụng đã lấy ra liên lạc môn phái đệ tử truyền âm phù thiên phạt đại trận há lại tùy tiện có thế dẫn. Trừ phi kề bên này có xúc phạm thiên nộ sự tình, tỉ như. Lục đạo đế giang hấp thu qua tu vi ngàn vạn tu giả thi cốt đều ở nơi đây. Vân Túc Nịnh rất nhanh đã hiểu. Kề bên này có địa cung. Huyền Tụng trả lời nghiêm túc. Bọn hắn giờ phút này coi như không ở chỗ này chỗ, đợi ta tới thăm dò tra về sau, nhìn thấy nham thạch nóng chảy móc nối đều có những cái kia ngọn núi khe hở, liền có thể tìm tới tất cả địa cung. Địa cung, bình thường đều là ẩn nấp nơi trốn, cho nên xây được bốn phương thông suốt, thuận tiện chạy trốn. Nếu là tại một chỗ bị phát hiện, bọn hắn liền thông qua trong cung điện dưới lòng đất truyền tống trận, liền có thể trốn đến cái khác địa cung tới, hoặc là dứt khoát truyền tống rời đi. Mà lại, địa cung bình thường rất khó công phá, phòng ngự muốn so phổ thông môn phái hộ sơn đại trận còn kiên cố mấy tầng nhưng nếu như gặp được thổ hệ linh căng cao giai tu giả. Vậy cái này phòng hộ cũng liền trở nên khả tùy tiện phá trừ. Huyền tụng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, triệu tập duyên yên các các đại trưởng lão, chỉ đem nhận nguyên anh kỳ trở lên tu giả tới lui nơi đây. Vũ Kỳ Sâm cùng Vân Túc Nịnh bọn người đều bị lưu tại Duyên Yên các bên trong. Hoàng Đào có chút sốt ruột. Giết bại hoại loại chuyện này không gọi ma tôn cùng nhau sao? Nàng sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Vân Túc Nịnh thì là nhỏ giọng nói ra. Ma Tôn gần đây sợ là càng thêm thống khổ. Thương thế tăng thêm. Không chỉ như thế, vốn là thiên chi kiêu tử, lại bị trói buộc lại tay chân, có thể nào cam tâm? Sẽ tốt. Hoàng đào nắm chặt song quyền, khẳng định sẽ sẽ khá hơn, ta tới bồi Ma Tôn. Từng. Tuyên minh vùng núi cung nội. Vỏ quả đất khe hở chỗ, bị mở ra địa cung, dựng ra trụ sở phản phất to lớn khe núi ở giữa, bị tạc ra một cái lỗ thủng, bên trong còn dựng xà nhà. Hành lang rất dài bên trong khảm nạm mang thống nhất chiếu sáng pháp khí, tia sáng lờ mờ, tới gần, mới có thể nhìn thấy bóng người. Một cái thật dài cầu đá mà dưới cầu rơi mang từng cái kén dạng đồ vật, phản phất rèm, bị sóng nhiệt kéo theo mà rất nhỏ lay động. Nhìn kỹ, mới có thể phân biệt ra nơi đó treo đều là thi thể. Một cái động phủ bên trong, bành ngọc hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui nàng thế mà nhận biết già cảnh thiên tôn già cảnh biết được tin tức này về sau bành ngọc liền không cách nào lại bình tĩnh thậm chí có mấy phần điên cuồng tư thái người lúc trước tự tin như vậy cảm thấy kế tiếp cổ liền có thể để cố kinh mặt bó tay bó chân hiện tại thế nào thiên trạch tông dứt khoát bắt đầu điều tra chúng ta hiện tại còn tăng thêm duyên yên cát Yến túy thân thể không xương tựa ở ghế đá lười biếng nói khả cố kinh mặt xác thực không thể tự do hành động mà lại nàng tại túy hương tông một trận chiến tiêu hao không ít vậy thì có cái gì dùng cố kinh mặt thế mà nhận biết già cảnh thiên tôn hiện tại lưỡng giới chẳng những không có náo dậy còn có liên thủ tư thế đồng thời khắp nơi điều tra tung tích của chúng ta nhìn thấy bây giờ thế cục đám kia nguyên bản còn đã đáp ứng phải giúp một tay người cũng tất cả đều làm rùa đen rút đầu, hiện nay còn nguyện ý giúp chúng ta còn có mấy cái. Cố kinh mặt thế mà nhận biết già cảnh thiên tôn, đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới biến số. Ngay tại ba ngàn tu giả lâu quỳ, cầu già cảnh thiên tôn rời núi lúc, bọn hắn còn tại âm thầm may mắn, cuối cùng có một cái có thể là cố kinh mặt đối thủ người, muốn xuất thủ tới giết cố kinh mặt. Nhưng mà sự thật lại cho bọn hắn một kích trí mạng và cảnh thiên tôn chẳng những không có đối địch với cố kinh mặt, còn tại âm thầm trợ giúp cố kinh mặt. Biết được cố kinh mặt cùng già cảnh thiên tôn quan hệ về sau, hết thảy không hợp lý đi hướng, đều trở nên dễ lý giải dạy. Cố kinh mặt cục diện có thể thay đổi, bọn hắn liên tục ám toán về sau, cục diện cũng không có chuyển biến xấu, đều là già cảnh thiên tôn đang âm thầm bố cục, khống chế. Hiện tại song phương có liên thủ dấu hiệu, dẫn đến bọn hắn thật là tại hai mặt thụ địch tình huống không thể càng hỏng bét yến túy nghe được bành ngọc gầm thét không khỏi cảm thấy buồn cười ngươi chớ có lại đùa ta cười bành ngọc nghe được tiếng cười của hắn nổi giận gầm nhẹ ta không thể hiểu ngươi đang cười cái gì ngươi làm sao còn cười đến ra lúc trước dự định phục sinh nghĩa phụ thời điểm chúng ta không phải đã nghĩ qua việc này không dễ sao chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền trêu chọc cố kinh mạch chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng từng bước một đi tới có thể đưa nàng bước đến bây giờ tình cảnh đã đúng là không dễ yến túy dựa vào ghế đá thành ghế co người lên đã sớm có quyết tâm quyết tử không phải sao bành ngọc có chút dừng lại cuối cùng vẫn nhìn về phía yến túy ngươi dám nói ngươi đối cố kinh mạch không có không đành lòng sao yến túy nâng lên vô thần đôi mắt nhìn về phía bành ngọc môi hơi há ra lại không nói ra cái gì bành ngọc cười lạnh thành tiếng Ngươi khi đó vì học thể thuật, cùng nữ nhân kia kết làm đạo lữ, nhìn xem đám người kia đuổi theo giết nàng cũng không thấy ánh mắt ngươi nhiều nháy thoáng cái. Ngươi đối cố kinh mặt giống như là thật động tâm, cho nên ngươi đối với nàng hạ thủ lưu tình. Yến túy ngoẹo đầu, nhớ tới cố kinh mặt, lại nghĩ tới huyền tụng. Không đành lòng. Ha 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 ha. Ta nơi nào còn có tâm? Là chúng ta thủ hạ lưu tình sao? Là chúng ta thật đem hết toàn lực, cũng mới để bọn hắn bộ dáng như thế. Bành Ngọc đã không tin lời của hắn. Hắn không thèm đế ý Yến Túy, bước nhanh đi ra ngoài ra ngoài. Yến Túy cũng không có lưu hắn, một người ngồi tại trống rỗng trong động phủ, chung quanh oi bức, không khí tự hồ cũng tại biến ít, khiến cho chung quanh trở nên bị đè nén. Hắn cầm lấy cố kinh mặt vạn bảo linh, ngón tay chỉ qua, muốn nhìn một chút còn có cái gì đồ vật có thể lấy ra giải buồn. Đại địa bắt đầu rung động, hắn biết là có người tại công hắn địa cung đại trận nếu như là già cảnh thiên tôn sợ là không ra nửa canh giờ liền có thể công phá tiếp lấy tới một cái bắt rùa trong hũ ngón tay hắn xẹt qua vạn bảo linh ném ra ba cái trăm phá phù ngoại giới quả nhiên an tâm một cái chớp mắt hắn đứng người lên đứng ở trong truyền tống trận truyền tống ra địa cung huyền tụng chờ tại bên ngoài truyền tống trận nhìn thấy yến túy xuất trận hơi hơi hất cầm lên đến xem hướng hắn yến túy nhìn thấy huyền tụng có chút ngoài ý muốn muốn lại trở về liền phát hiện truyền tống trận đã được phong huyền tụng chắc chắn yến túy nhất định sẽ tại mọi người phá trận lúc rời đi địa cung thừa dịp cố kinh mặt bên người không ai đi tìm cố kinh mặt cho nên hắn ở chỗ này chờ ngươi không phải tại phá trận sao yến túy thanh âm trầm thấp hỏi huyền tụng trả lời cực kỳ thản nhiên phá trận chính là đồ đệ của ta tu vi của hắn khoảng cách phi thăng chỉ kém lâm môn một cước phá trận cũng không kém a à, ngươi còn chưa kịp đồ đệ của ngươi hắn đều phải phi thăng ngươi còn không có ta đích xác cùng hắn khác biệt ta sớm tại một ngàn năm trước liền đã đạt tới có thể phi thăng cảnh giới hiện tại tâm ma đã giải lưu tại nhân gian chẳng qua là đang chờ một người chờ ta giết ngươi vạn sự kết thúc nàng lần nữa đột phá hóa thần ta liền sẽ bay thăng lên Nàng! Tại ta đến xem có chút không biết tốt xấu. Kiến túy nỉ non lên tiếng. Nàng rất tốt, nàng có lựa chọn của mình. Ta tại nửa năm trước đã từng nghĩ tới thu tay lại, thế nhưng là nàng tự hồ không chịu từ bỏ chuyện này, thăng thăng nhúng tay. Nếu như nàng năm đó coi như biết cất nhắc, cũng sẽ không rơi vào bây giờ vùng đất. Nếu như không phải cố kinh mặt nhiều chuyện, nàng cũng sẽ không theo tiếng vào thiên phạt trận hắn vốn cho rằng cố kinh mặt có thể chết ở bên trong, kết quả lại làm cho nàng nuốt vân ngoại đan. Để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Cũng may cố kinh mặt cũng bởi vì thiên phạt trận biến thành nửa chết nửa sống bộ dáng, để hắn thống khoái không thôi. Huyền tụng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn xem yến túy rút ra song đao đến, chuẩn bị đấu pháp lúc tư thế cùng cố kinh mặt không có sai biệt. Huyền tụng hai tay vỗ tay, lấy ra chính mình bản mệnh bội kiếm, thả ra yêu khí ngươi không hợp, chết tiệt chính là ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Không phụ cùng danh 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không phụ cùng danh 4 cố kinh mặt ung dung tỉnh lại. Mở mắt ra, liền nhìn thấy hoàng đào ngồi tại giường đá một bên, tự hồ cũng bị an hồn thơm hương vị, an ổn tở, đang ngủ gà ngủ gật, hoàng đào lúc ngủ gương mặt lúc nào cũng phình lên bờ môi hơi hơi cong lên không giống chó con ngược lại tựa đầu mập phì cá vàng nàng không có để cho tỉnh hoàng đào ngồi dậy nhìn bên cạnh pháp khí cũng không nghĩ động ý tứ huyền tụng đây là muốn cho nàng ở chỗ này sinh hoạt rồi chuẩn bị được vẫn rất chu toàn chỉnh lý tốt quần áo cố kinh mặt đi đến ngoài động phủ ở giữa liền nhìn thấy trên bàn đá đặt vào không ít rượu còn quan tâm đưa tới đồ nhắm có lạp xưởng, cũng có đùi gà, xem ra là một ngạn tới nhân giới mua về. Nàng đưa tay bắt một mảnh cắt gọn lạp xưởng bỏ vào trong miệng ăn một miếng, đi đến động phủ cửa ra vào, liền nhìn thấy nam tri nhân hai tay vòng ngực, đứng được đoan chính, chính chờ đợi tại động phủ cửa ra vào. Để hóa thần kỳ thiên tôn thủ vệ, phô trương thật lớn. Nàng không khỏi kinh ngạc, hỏi. Ngươi không có cùng nhau đi qua sao? Sư phụ nói bọn hắn đều rời đi, ngươi nơi này chính là chỗ nguy hiểm nhất để cho ta tùy thời trông coi ngươi nam tri nhân nói còn chỉ vào cách đó không xa một chỗ truyền tống trận nói truyền tống trận này là sư phụ bày ra chỉ cần ta thổi lên cái còi sư phụ liền sẽ lập tức từ truyền tống trận trở về cũng thỉnh ma tôn không nên rời đi cái phạm vi này nàng nhìn lướt qua về sau âm thầm gật đầu đón lấy nàng hỏi lấy uống rượu với nhau sao sư phụ nói nếu như ngài nếu là cảm thấy buồn bực, ta có thể giáo ngài biết chữ. cái gì thù cái gì oán a. À. cố kinh mặt lúc này lùi về đến trong động phủ. nam tri nhân đi theo vào, hỏi thăm. ngài còn có cái gì cần sao? không có. cố kinh mặt ngồi tại trước bàn đá viện đầu giả bệnh. ai nha, đau đầu, ta hiện tại không cách nào suy nghĩ, sao có thể học đi vào tự đâu? vậy thì tốt, ngài nếu đang có chuyện liền gọi ta tốt tốt tốt. Cố kinh mặt liên tục khoát tay. Đợi nam tri nhân lui ra ngoài, cố kinh mặt mới ai tháng một tiếng, tại duyên yên cắt thật là nhàm chán, nàng có thể hay không đem huyền tụng cưới hồi thiên trạch tông đi. Đến lúc đó nhìn huyền tụng sụ mặt thu thập 32 cung cung chủ, cũng thật có ý tứ. Nhà, hiện nay chỉ có 31 cung. Cũng không biết lần này huyền tụng có thể hay không bắt được yến túy. Đột ngột, Duyên yên các bên trong đại loạn, đại địa chấn chiến, dọa đến hoàng đào bối rối từ trong động phủ đi ra. Cố kinh mặt cũng không kinh hoảng, chỉ chỉ để nói. Ngươi ở chỗ này ăn đùi gà, ta đi xem một chút. Tốt. Hoàng đào thật đúng là ngồi xuống, chỉ vào mặt bàn nói, ma tôn giúp ta bố cái phòng hộ trận, đem mặt bàn che lại, rớt xuống đá vụn đừng ô uế thịt. Được. Loại này trận chẳng qua là tiện tay liền tới sự tình bố trí xong, nàng lần nữa đi ra động phủ đứng ở nam tri nhân bên hông. nam tri nhân cũng không lập tức rời đi, mà là bảo hộ ở cố kinh mặt trước người. có người tại phá hộ sơn đại trận. trong môn trưởng lão đi ra hơn phân nữa, lưu lại phần lớn là tiểu đệ tử, xem ra thật đúng là để sư phụ đoán chúng. sợ cái gì, có ta đây. sư phụ đã thông báo, không thể để cho ngài xuất thủ đấu pháp. ta không xuất thủ cố kinh mặt tại chính mình bách bảo ngọc bên trong lấy ra bách ma lục lật ra bách ma lục trong miệng nói lẩm bẩm tiếp lấy thấp giọng quát nói giúp ta lần này tất nhiên cho ngươi ăn ngàn con lợn sữa tiếng nói vừa dứt một cái hắc long đằng không mà lên hướng phía ngoài trận mà đi nam tri nhân nhìn xem đầu kia đạp trên hỏa vân màu đen cự long không khỏi chấn kinh hỏi đây là hủy ừm bách ma lục bên trong nhất không phục quản một cái nhưng là cũng là lợi hại nhất. Cố Kinh Mặt nói, đi ra ngoài mấy bước hỏi. Nói đến, các ngươi duyên yên các đệ tử làm sao đều không hộ trận đâu. Đoán chừng đang nhìn rồng, một lát nữa liền hoàng hồn, sẽ có các trưởng lão khác chỉ huy. Quả nhiên, một lát sau, duyên yên các các đệ tử liền bắt đầu khu chiên gõ trống hộ trận hành động. Đầu tiên là mặt đất nóng bức, sau là thiên phạt đại trận xuất hiện ở đây, dị tượng liên tiếp phát sinh, khiến cho nơi đây đều hiu thưa thất. Núi cao mây lại thấp, gió tây cuốn đoạn nhai. Huyền tụng băng phong rơi xuống trong khoảnh khắc liền sẽ hòa tan, địa thế tồn tại thế yếu, hắn đành phải dựa vào thổ hệ công pháp. Sơn hà lắc lư, dẫn đến đại địa rạn nứt, khe hở kéo dài đến cực điểm nơi xa. Từ phía chân trời nhìn, mặt đất tựa phơi khô nứt ruộng. Yến túy liếm liếm khóe miệng máu, nhìn xem huyền tụng cười đến có chút điên cuồng. Ha ha ha, quả nhiên là già cảnh thiên tôn A, thật hảo khó giải quyết A, viện binh của ngươi sắp đến, ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng nhau giết ta sao? Không thể nào. Già cảnh thiên tôn sẽ không vây công người A. Ta hội. Huyền tụng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Yến túy dơ lên một bên khóe miệng, câu lên trên gương mặt lúng đồng tiền, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, dẫn theo song đao lần nữa tới gần huyền tụng lần thứ nhất thể nghiệm được loại này thể thuật khó mà ứng đối. Cùng cố kinh mạch không có sai biệt phong cách chiến đấu, đồng dạng hệ thống, đồng dạng đấu pháp phong cách. Loại này thể thuật khó chơi siêu việt hắn nhận biết, để hắn vừa lui lại lui. Cũng không phải là không địch lại, mà là khó chịu. Hắn linh căng vô luận là thổ hệ, vẫn là cửu vĩ băng hệ, đấu pháp chiêu thức đều là cự ly xa công kích. Hắn sẽ đứng tại địa phương an toàn, khống chế đất cùng băng để ngăn cản để đối thủ khó mà tận thân đây mới là hắn thoải mái dễ chịu đấu pháp phương thức nhưng mà yến túy không phải hắn là lần lượt vội xong đến hắn trước người khoảng cách gần đấu pháp hắn chỉ có thể dùng kiếm để ngăn cản lại một lần nữa làm yến túy đánh lui về sau huyền tụng khó được hiếu kỳ ngươi như là đã dựa vào hấp thụ người ta tu vi biện pháp đến hóa thần kỳ đỉnh phong vì sao không phi thăng lưu tại nhân gian chỉ là vì phục sinh lục đạo còn muốn lưu tại nhân gian, giết các ngươi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn phục sinh lục đạo tên súc sinh kia? Hắn không phải súc sinh. Yến túy giận dữ, gầm nhẹ đi ra. Hắn tẩu hỏa nhập ma sau loạn giết tu giả không đủ vạn người, cũng có mấy ngàn người, như thế tội ác tày trời người, các ngươi vì sao muốn phục sinh hắn? Hắn từng đã cứu chúng sinh lại không người nhớ kỹ, các ngươi chỉ nhớ rõ hắn giết chóc. Hắn chỉ là tẩu hỏa nhập ma, vì sao không thể cho hắn một cái cơ hội để hắn làm lại ngươi bị lục đạo đã cứu huyền tụng tế ra pháp thuật đồng thời hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói ngươi đã từng bị cố kinh mặt đã cứu vì sao còn như vậy đối với nàng ngươi làm vạn từ các đám kia cẩu vật là thế nào đạt được quyến nô sách huyền tụng biểu cảm lúc này trầm xuống trong đôi mắt phẫn nộ bắn ra giận dữ hỏi là ngươi dở trò quỷ yến túy lại một lần cười ha hả lại cười đến phá lệ đắc ý bằng không thì đâu ngươi cảm thấy nàng có thể cứu ta là trùng hợp kỳ thật hoài nghi ta một khắc này cố kinh mặt liền có thể nghĩ đến tầng này cho nên mấy ngày này nàng phi thường thống khổ a à. ngươi thống hận thế nhân không nhớ rõ lục đạo ân tình ngươi lại đối đãi như vậy nàng ta là tại cứu nàng yến túy một lần nữa cầm song đao bày ra sắp công kích tư thế vô tình trên mặt khe hở biến thành vòng xoáy nhẹ nhàng vọt lên tiếp lấy một đao chặt xuống để nàng sớm một chút đối thế nhân thất vọng nàng liền sẽ không lại làm những chuyện vô dụng kia tình bằng không thì nàng sớm muộn cũng sẽ tựa lục đạo đế giang bị những cái kia hắn đã từng đã cứu thế nhân vây dết tuyệt vọng mà chết lời lẽ sai trái huyền tụng lại phát động một vòng mới công kích mãnh liệt đỉnh núi sụp đổ bụi mù như sóng lớn cuồn cuộn mà đến Mặt đất hóa thành cự ngạc miệng làm Yến Túy nuốt vào trong đó. Yến Túy đã tới hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, tự nhiên có thể phá giải, nhưng mà phá cái này một tầng, còn có tiếp theo nặng. Thổ hệ công pháp công kích trùng vây bên trong, truyền đến Yến Túy thanh âm. Nàng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nàng cũng sẽ bị tất cả mọi người vây giết, bọn hắn là giống nhau hạ tràng. Thế nhân sẽ lần nữa giết chết đã từng đã cứu bọn hắn cứu thế thần, không có lương tâm không có ấy nấy, đã từng thần hóa làm ác quỷ, thất vọng này nhân gian. Là lục đạo chính đế gian luyện tập môn này tà công, mới có làm tình. Cố kinh mặt cùng hắn không giống. Hắn là vì cứu bảy quỷ. Vì bảy quỷ tài kiếm tổ thiên phong nhanh chóng tăng cao tu vi, đến cuối cùng, lại là bảy quỷ trước hết nhất làm phản. Bảy quỷ bên trong, chỉ có bành ngọc còn có lương tâm, hắn nhớ kỹ nghĩa phụ ân tình. Vì cứu bảy người, lại giết ngàn vạn người. Hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn khống chế không nổi chính mình. Năm đó rõ ràng có trấn trụ phương pháp của hắn, rõ ràng có thể để hắn tỉnh táo lại thoát ly tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vì sao hết lần này tới lần khác muốn giết hắn. Bởi vì hắn muốn cho kia mấy ngàn vong hồn đền mạng. Huyền tụng hai tay bấm niệm phát quyết, thì thầm, trận lên. Giờ phút này, Yến Túy mới chú ý tới, trước đó huyền tụng nhìn như lần lượt bại lui, kỳ thực là đang âm thầm bày trận mà hắn tại nói chuyện bên trong bị huyền tụng hấp dẫn lực chú ý đã hãm sâu trong trận hắn giống như thú bị nhốt gào thét nhưng lại bất lực hai chân biến thành hòn đá không cách nào động đậy ngàn vạn dùi đá hướng phía hắn đồng thời đâm tới huyền tụng đứng tại ngoài trận nhìn xem vẫy ra máu tươi nghe yến túy tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ không chút nào nương tay giết tên súc sinh này Vết ra tấn cố kinh mặt mười mấy năm người, báo sơ tỉnh tiên tôn cùng vọng chập tiên tôn cùng đông đảo tu giả thù. Lúc này, hắn chú ý tới Lý Tự Vân bọn người ở tại hướng phía hắn chạy đến, hắn đồng dạng chưa ngừng. Dục thân không chết, hồn phách không nát, hắn liền không thể ngừng. Nhưng mà, Lý Tự Vân bên người duyên yên các tu giả, lại một kiếm hướng huyền tụng đâm tới. Lý Tự Vân đi theo phía sau, nhìn thấy đột biến vội vã chạy đến chặn một kiếm này, nhưng mà người kia lại dùng cá chết lưới rách biện pháp ba người đều là thân thể rung lên huyền tụng thi pháp còn là bị đánh gãy huyền tụng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người kia lại nhìn thấy người kia hướng phía yến túy mà đi tại đại trận bên trong quang lên yến túy tàn bại thân thể liền hướng phía phương nam mà đi huyền tụng trong nháy mắt kết luận hồ phụng nhục thân bị đoạt xá người kia là bành ngọc truy lý từ vân gật gật đầu dẫn theo duyên yên các các tu giả nhanh chóng đuổi theo huyền tụng rất nhanh tới đội ngũ phía trước nhất truy đến nguyên thiên phạt trận vị trí bọn hắn nhìn xem hai người tiến vào thiên phạt trận không khỏi dừng lại lý từ vân nhìn xem thiên phạt trận khiếp sợ không thôi thiên phạt trận không phải đã bị ma tôn cùng tu trúc thiên tôn phá sao huyền tụng sắc mặt càng ngày càng nặng đây là mới thiên phạt trận yến túy hút ăn rất nhiều tu giả tu vi lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong dựng sẽ xuất hiện thiên phạt trận dấu thi địa lần nữa đưa tới thiên phạt trận cái này cái này nên làm thế nào cho phải nếu là vào thiên phạt trận sợ là bọn hắn đều sẽ vẫn ở bên trong huyền tụng cũng không để các tu giả đi vào chịu chết mà là thi pháp phong bế thiên phạt trận khiến cho thiên phạt trận khép kín biến mất tựa như hoàng đào lúc trước tả cố kinh mặt cùng tu trúc thiên tôn tiến vào thiên phạt trận về sau thiên phạt trận liền khép kín, dị tượng cũng biến mất theo. Nàng tại thiên phạt ngoài trận đợi đã lâu, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại, thiên phạt đại trận lần nữa khép kín. Huyền tụng nhìn xem thiên phạt trận biến mất vị trí, rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn tại sao biết lựa chọn chạy đến thiên phạt trận? Bọn hắn có tại thiên phạt trong trận sống sót phương pháp? Lý Từ Vân đồng dạng là mặt ủ mày trao bộ dáng ma tôn cùng tu trúc thiên tôn đều là tu chân giới đại năng hai người bọn họ tiến vào bên trong đều là như vậy tình huống hai người kia lại thế nào khả năng sống sót chỉ sợ là tình nguyện bị thiên phạt trận giết chết cũng không nguyện ý bị chúng ta giết chết không thể phớt lờ huyền tụng nhìn chung quanh một chút về sau bắt đầu bày trận làm thiên phạt trận tất cả phạm vi quay chung quanh dậy phong bế tại một cái trong kết giới lý từ vân ở một bên hỗ trợ gia cố trận pháp sư đồ hai người bận rộn hoàn tất, huyền tụng đứng tại thiên phạt đại trận trước, đối với trong môn phái tu giả nói. Liên hợp mấy đại môn phái, phái tu giả ở đây đóng giữ, mỗi lần không thua kém năm tên hóa thần kỳ tu giả, không nhìn thấy hai người bọn họ thi thể trước, không được phớt lờ. Đông đảo tu giả tới tấp ứng thanh. Rõ. Lúc này có tu giả đến báo. Lão tổ, ở cung điện dưới lòng đất bên trong thấy được thi thể thác nước thác nước hai chữ liền có thể khái quát nơi đó buông thỏng thi thể có thể có bao nhiêu huyền tụng nghe xong trong lòng phẫn hận thấp giọng trả lời sau khi xác nhận thân phận thông tri người môn phái đó không thể xác định thân phận thích đáng an táng rõ huyền tụng nhìn xem trận pháp biến mất địa phương thật lâu không động cuối cùng vẫn bày ra đa trọng sát trận coi như bọn hắn có thế từ thiên phạt trong trận đi ra cũng vô pháp trôi qua những thứ này sát trận bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Không phụ cùng danh năm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Huyền tụng dẫn đầu đệ tử trở về lúc, duyên yên các hộ sơn đại trận bên ngoài địch đến cũng bị thanh lý được không sai biệt lắm. Các đệ tử nhìn thấy huyền tụng bọn người trở về, cùng nhau thở dài một hơi, trong đó tu vi cao nhất đệ tử vội vàng tiến lên bẩm báo đệ tử gặp qua lão tổ, lúc trước có người tiến đánh hộ sơn đại trận, mới đầu hoàn toàn chính xác tình huống gian nan, cũng may về sau bay ra một cái hắc long đến giúp đỡ chúng ta. Hiện tại các đệ tử ngay tại tìm kiếm chạy trốn dư nghiệp. Huyền tụng liếc nhìn bốn phía, xem xét chiến đấu qua vết tích, biết được như thế lớn chiến trận tất nhiên là cố kinh mặt giúp đỡ xuất thủ, thế là nhẹ giọng đáp lại một câu. Ừm. Huyền tụng vốn muốn lập tức trở về đi thăm dò nhìn tình huống, đột ngột lại ngừng lại dặn dò cẩn thận chút đám người kia tu luyện công pháp thích nhất vồ xuống một đệ tử hấp thụ tu vi đệ tử nghe xong không khỏi nghĩ lên để tu chân giới nghe tin đã sợ mất mật lục đạo đế giang vội vã gật đầu đáp lại đệ tử biết huyền tụng tiến vào duyên yên các bên trong đầu tiên trở lại động phủ của mình nam tri nhân nhìn thấy hắn lập tức nghênh đón thi lễ một cái về sau về sau cũng không hỏi nhiều mà là tìm Lý Từ Vân. Đợi nàng nhìn thấy Lý Từ Vân, không cần đi hỏi, Lý Từ Vân liền sẽ thao thao bất tuyệt cùng với nàng giảng thuật chuyện đã xảy ra, khẳng định so sư phụ nói đến kỹ càng. Giờ phút này, Cố Kinh Mạch đang ngồi ở sân nhỏ đình nghỉ mát trên mái hiên, nhìn thấy hắn về sau đầu tiên là quan sát nét mặt của hắn, tiếp lấy cười hỏi. Chạy trốn. Bắt được là kinh hỷ, chạy trốn cũng không cần trách cứ. Những năm này nàng trải qua quá nhiều lần, sớm đã tâm tính bình thản. Từng, chạy trốn, bọn hắn tiến vào thiên phạt trong trận, chúng ta đều đối thiên phạt trận không hiểu rõ, ta không để cho môn hạ đệ tử đi vào chịu chết, mà là lựa chọn phong bế trận pháp. Thiên phạt trận nếu là bọn họ dẫn ra, nuốt vào tới bọn hắn bọn này nghiệp chướng, cũng có thể nhét đầy cái bao tử, sẽ không lại nghiệp chướng. Thiên phạt trận sở dĩ bị tu chân giới các tu giả e ngại, nguyên nhân chính là không biết toàn bộ tu chân giới phàm tiến vào thiên phạt trong trận liền không ai có thể còn sống đi ra cái này trăm ngàn năm qua cố kinh mặt là một cái duy nhất dựa vào vân ngoại đan trải qua thiên phạt trận còn người còn sống sót thiên phạt trận có thể xưng là thiên nộ trong tu chân giới tu giả tu luyện đã là nghịch thiên mà đi tu vi nhảy lên lúc thiên kiếp chính là thiên đạo trừng phạt thiên phạt trận thì là các tu giả làm người người oán trách tội ác tày trời sự tình mới có thể dẫn tới trận xuất hiện, liền sẽ hút đi chung quanh tu giả, tiến trận tiếp nhận trừng phạt. Tiếc là loại trận pháp này không quá thông minh, lúc nào cũng có người được đưa vào trong trận gánh tội thay, từ đó buông tha chân chính sai lầm người. Đáng hận nhất chính là, nếu là không ai vào trận, trận này liền sẽ mở rộng xuống dưới, cho đến liên lụy tam giới. Huyền tụng thả người nhảy lên, ngày bình thường hành vi quy phạm nam tử, giờ phút này cũng đi theo ngồi ở cố kinh mặt bên người, thấp giọng nói chỉ cần không nhìn thấy hắn thi thể, không nhìn thấy hồn phách của hắn tiêu tán, ta luôn cảm thấy hãy còn dư nghiệp tại thế, trong lòng không được an bình. Nếu là ngươi không yên lòng, ngày mai mang ta đi nơi đó nhìn một chút, ta dù sao cũng là tiến vào thiên phạt trận người, có thế nhìn ra có phải là thật hay không thiên phạt trận, vẫn là chướng nhãn pháp. Được. Thật là yến túy. Cố kinh mặt cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi lên. Ừm, là hắn kia vạn từ các. Sai là hắn. Cố kinh mặt đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lại triển khai, nhìn xem duyên yên các hoa ảnh rực rỡ, trời quang mây tạnh mỹ cảnh. Ánh mắt chiếu tới hồ nước khói trên sông mênh mông, một bích mênh mang, gió thổi trận trận như ngàn vạn nát kính bày ra. Cố kinh mặt tại sau một hồi mới nói. Ta rất nhiều lần cùng hoàng đào, vân túc định nói, sự tình cần quái những cái kia đi làm chuyện sai người, mà không phải tới quái người bị hại mà bây giờ ta nghĩ đến yến túy là vì ám toán ta mới làm ra vạn từ các sự tình ta liền trong lòng bị đè nén cảm giác này thật khó chịu huyền tụng hơi hơi rũ xuống con ngươi chung quy là thở dài một tiếng trách ta nhận biết ngươi quá muộn nhưng ngươi một người trải qua nhiều như vậy thống khổ lâu như vậy nếu như ta có thế sớm đi thay ngươi dò xét nói không chừng có thể phòng ngừa rất nhiều chuyện phát sinh tiếc là a à, không có nếu như Cố kinh mặt buồn vô cớ thở dài, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể bận tâm dưới mắt. Ừm, ngươi nói không sai. Cố kinh mặt cùng huyền tụng cùng nhau sống vai ngồi hồi lâu, hai người đều không tiếp tục ngôn ngữ, vẫn cứ dạng này cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Bên người thêm một người, là bình thường nhất làm bạn, bất luận núi cao biển rộng, bất luận xuân tới thu thâm, hắn đều tại, tức là an. Theo hoàng hôn chí nhật rơi, Cố kinh mặt cuối cùng đứng dậy nhảy xuống đình nghỉ mát. Sơ tỉnh tiên tôn cũng nên hạ tán đi. Nói đến, ta lúc đầu hiểu lầm vọng chập tiên tôn, cũng nên tới cho hắn cắm nén nhang, hảo hảo nói lời xin lỗi. Từng, đã tán nhập duyên yên các bầy mộ. Bọn hắn hồn phách nát, 500 năm sau cũng không hồi vãng sinh, thậm chí ngay cả đời sau cũng không có. May mà bọn hắn một thế này liền gặp đúng người. Cố kinh mặt hướng động phủ đi một đoạn đột nhiên quay đầu hướng huyền tụng nói. Huyền tụng, người ta không cần kiếp sau, ta muốn ngươi kiếp này đều là ta. Hắn trả lời thanh âm phá lệ ôn nhu. Được. Ngày thứ hai, huyền tụng liền cùng cố kinh mặt lần nữa đến thiên phạt trận chỗ. Thủ hộ tại đại trận bên ngoài tu giả nhìn thấy hai người bọn họ, cùng nhau tụ tới hành lễ. Trong đó, còn có phái khác tu giả, nhìn thấy già cảnh thiên tôn cùng ma tôn đứng tại một chỗ, vẫn như cũ cảm thấy lấy làm lạ. Hai người này đến tột cùng là thế nào tiến tới cùng nhau đây này? Bọn hắn rất muốn đi hỏi duyên yên các tu giả, nhưng mà duyên yên các tu giả biểu cảm cũng thình lình viết: "Chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng rất khiếp sợ, chúng ta còn không có cách nào hỏi." Bất quá, bọn hắn mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng vẫn là đứng ở bên cạnh hai người, muốn nghe một chút xem bọn hắn nói thế nào. Cố Kinh Mặc tại phụ cận quan sát hồi lâu, cuối cùng xác nhận. Từ chung quanh lưu lại dị tượng cùng vết tích có thể xác nhận, đích thật là thiên phạt trận, mà không phải chướng nhãn pháp. Bọn hắn biết được như thế nào dẫn tới thiên phạt trận, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cũng có tại thiên phạt trong trận tự vệ phương pháp. Nếu nói ta cùng tu trúc lão nhi trải qua, ta cảm thấy đây không có khả năng. Nhưng là, ta lại không cách nào hoàn toàn phủ định ngươi bất an dù sao ta đối thiên phạt trận cũng không tính tuyệt đối giải ta trước đó chỉ có thể nói là may mắn còn sống sót mà không phải triệt để phá giải hai người bọn họ lại đứng tại trước trận đứng thẳng một lát huyền tụng đột nhiên nhớ tới ngươi vạn bảo linh là mất đi tại thiên phạt trong trận không sai cho nên ngươi cùng tu trúc tại thiên phạt trong trận lúc bọn hắn có khả năng hay không cũng tại cái suy đoán này để cố kinh mặt trong nháy mắt lòng như tro tàn huyền tụng lại hỏi cho nên ngươi có thể xác định thiên phạt trận chỉ có một cái cửa ra vào sao xác định cố kinh mặt đối huyền tụng chắc chắn chân chính lúc ấy ta cùng tu trúc lão nhi ở trong đó cố gắng tìm kiếm qua các loại phương pháp đều dùng qua ta tự nhận đối với trận pháp coi như tinh thông tu trúc lão nhi cũng có chút tạo nghệ chúng ta đều không có phát hiện một cái khác xuất khẩu chỉ có thể trở về trở về theo vào miệng ra ngoài chúng ta liền giữ vững nơi này huyền tụng xoay người đối chờ đợi ở chỗ này người nói nơi đây điều kiện ác liệt mà lại nguy hiểm trùng trùng ta đã tại này chỗ bày ra trận pháp còn mệnh đệ tử tại cách đó không xa tu kiến một chỗ có thể lâm thời đặt chân chỗ ở còn xin các đại môn phái hiệp trợ phái tu giả ở đây thay nhau đóng giữ nếu là phát hiện có người chạy ra lập tức cho ta biết chờ còn lại mấy vị tu giả cùng nhau đáp lại cẩn tuân già cảnh thiên tôn pháp chỉ cố kinh mặt thì tại hắn phân phó đồng thời lại bày ra một đạo cấm chế một cái màu đỏ dây thừng phía trên buộc lên một cái linh đan tiếp lấy tay nàng chỉ một điểm màu đỏ dây thừng biến thành ngàn vạn đầu dày đặc toàn bộ địa giới tiếp lấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa xác nhận bày trận hoàn tất về sau cố kinh mặt mới xoay người lại nói tốt chúng ta đi thôi còn có dư nghiệp lấy điều tra Quyền tụng lên tiếng, mang theo cố kinh mặt lên chính mình phi hành pháp khí, hai người cùng nhau rời đi. Lưu tại đại trận bên ngoài các tu giả vẫn như cũ có chút lộn xộn, hai mặt nhìn nhau hỏi. Chúng ta vừa rồi. Cùng ma tôn ở chung hòa thuận rồi. Đúng, còn tại bình thường nói chuyện, nàng cũng không có tới giết đi chúng ta. Hóa ra ma tôn xinh đẹp như vậy. Không kính. Đại bất kính. Khi là già cảnh thiên tôn đạo lữ. À à à, hoàn toàn chính xác mạo phạm mấy người im lặng nửa ngày mới mở miệng lần nữa hỏi thăm thế nhưng là hai người bọn họ cùng một chỗ tu chân giới có thế đồng ý tất nhiên là không đồng ý nhưng là không ai có thế cản trở dáng vẻ nếu là duyên yên các đệ tử toàn bộ đều phản đối lâu quỳ không dậy nổi đâu và cảnh thiên tôn tự hồ đã sớm thói quen bọn hắn hơi một tí như thế bọn hắn chi không ủng hộ và cảnh thiên tôn sợ là sẽ không để ý và cảnh thiên tôn tiên giới đệ nhất tùy hứng đệ nhất khó quản lão tổ cố kinh mặt rất mau trở lại thiên trạch tông hạ lệnh xuống dưới thanh tra yến túy cái khác giúp đỡ việc này điều tra chừng nửa năm lâu liên lụy ra mấy người đều bị diệt thiên phạt trận bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì cái này khiến huyền tụng lại bắt đầu chấp nhất tại cố kinh mặt chữa thương sự tình cố kinh mặt khăng khăng phải bồi huyền tụng tới trong trận lấy thuốc nhưng mà muốn có được các đại môn phái tán thành chỉ có thể cố kinh mặt thật gã vào duyên yên cát đoạn nhân duyên này xác định mới có thể đi được thông cái này cũng khiến cho hai người đại hôn sự tình từng bước nâng lên nhật trình huyền tụng mang theo cố kinh mặt tới phường thị đặt hàng pháp khí cố kinh mặt nhìn xem khuôn đúc không khỏi hỏi không phải bảy cái cổ kiệu a là tám nhất đại kiệu mà không phải tám cái cổ kiệu chẳng qua nếu như ngươi nghĩ, chúng ta cũng có thể làm theo yêu cầu tám cái cổ kiệu, chỉ là trong kiệu ngồi là tân nương tử, ngươi để phía sau trống không. Của ta cái kia lấy tám nhất đại kiệu, phía sau nha, làm thành thống nhất bộ dáng, muốn xếp hạng trận đầy đủ phi hành pháp khí, phía trên lấy ngồi hoàng đào, đinh du, còn có ta 31 cái công chủ, còn có. Có thể, vậy trước tiên đặt trước 200 cái thống nhất phi hành pháp khí, một cái tám nhất đại kiệu hai người tại việc này bên trên thỏa đàm về sau, tại một chuyện khác bên trên lại xuất hiện khác nhau. Huyền Tụng cảm thấy, hai người bọn họ mặc hẳn là tước điện huân váy, cưới phục là màu đen. Cố Kinh mặc cảm thấy, hai người bọn họ hẳn là dựa theo nam đỏ nữ xanh, quy củ, mà không phải thành thân còn mặc trang phục màu đen. Hai người ý kiến không đồng nhất, liền ngồi tại trong phường thị nhìn chầm chầm cửa hàng bên trong cái khác chọn lựa khách hàng. Có lẽ là có người nhận ra hai người, đều trở nên nơm nớp lo sợ, không bao lâu toàn chạy. Cố Kinh mặt nhíu mày hỏi Huyền Tụng: "Nếu không thì cứ dựa theo tu chân giới hỷ phục định chế a. À. Hai người chúng ta đều mang áo đỏ." Từng "Cho ta đặt trước một cái quý khí điểm, mẹ ta xem không hiểu, nàng đã cảm thấy theo hoa nhiều quần áo nhất định quý, đến làm cho nàng cảm thấy ta sống rất tốt, nàng mới có thể an tâm, đợi nàng 500 năm sau luân hồi chuyển thế cũng có thể sống yên ổn." cố kinh mặt nhìn thấy chủ quán đưa tới đồ sách dơ nhìn để lên bàn nhìn cuối cùng dứt khoát đập bàn ta không chọn được có lẽ ngươi có thể lựa chọn mấy cái thích ta giúp ngươi cuối cùng xác nhận cố kinh mặt nhìn cái nào cũng đẹp cái nào đều thích thế nhưng là thành thân lúc không thể một mực thay quần áo thế là thở dài thành thân thật là phiền phức a hai người chúng ta đích thật là như thế không có trưởng bối giúp đỡ lại thân ở tu chân giới lại lấy dựa theo nhân giới quy củ đến xử lý hôn lễ, chỉ có thể hai người chúng ta tự mình đến xử lý. Bất quá, ta đã phái lý từ vân tới nhìn chầm chầm pháp khí công nghệ, nam tri nhân cũng đang giúp ta chỉnh lý đến hôn tiểu lễ. Cố kinh mặt cầm đồ sách đối chủ quán nói. Cái này ta lấy trước đi, để đinh du giúp ta đến lựa chọn, khối này vạn trạch ngọc áp ở chỗ này. Nói, lấy ra vạn trạch ngọc đặt ở chủ quán trên mặt bàn chủ quán nơm nớp lo sợ đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí chờ lấy, gặp cử động này tranh thủ thời gian ra hiệu. Ngài, ngài tóm đi chính là, không cần áp. Quy củ vẫn là được có. Cố kinh mặt nói xong, cầm đồ sách rời đi. Huyền tụng cùng ở sau lưng nàng. Hai người vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy một đám tu giả chim thú tản ra. Thật sự là hai người này người cùng nghề, còn tại chọn lựa hôn lễ đại điển sử dụng chi vật, tràng diện này quá mức ly kỳ. Từ sớm tu chân giới liền có nghe đồn, mọi người đều cho là đám người này tin miệng nói bậy, và cảnh thiên tôn cùng với ma tôn rồi. Quỷ kéo. Hoang đường. Làm sao có thể? Thế nhưng là, hiện tại hai người này sáng loáng đi ở cùng nhau, há có thể làm bộ. Cố kinh mặt cũng không để ý đám người này, tại phường thị miệng truyền tống trận cùng hắn tạm biệt. Ta tới tìm Đinh Du. Ừm, ta hồi duyên yên các tiếp tục chuẩn bị. Hai người sau khi tách ra, huyền tụng một mình trở lại duyên yên các. Lúc này, đông đảo trưởng lão làm trưởng môn đẩy đi ra, trưởng môn cực kỳ khẩn trương, hắn đi tới huyền tụng bên người, cà lâm hồi lâu mới nói ra. Lão tổ, đóng, đóng, liên quan tới ngài cùng ma tôn hôn sự. Làm sao? Huyền tụng dừng bước hơi hơi nghiêng quá mức, nhìn về phía hắn, một thân đều là ngạo khí trưởng môn bị nhìn thoáng qua liền cảm giác hồn phi phách tán mạo hiểm cái này không quá phù hợp môn quy chúng ta cũng có như vậy kia một chút xíu không đồng ý thì tính sao huyền tụng hỏi không thế nào chính là không quá đồng ý nhưng là chúc phúc các ngươi a à, cảm ơn huyền tụng trả lời xong tiến thẳng vào duyên yên cát đông đảo trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía trưởng môn gấp đến độ xoay quanh lại không người dám đuổi theo bên trên huyền tụng nói tiếp việc này trưởng môn thở dài chuẩn bị lễ đường đi đừng để lão nhân gia ông ta cưới về thanh hữu tự hắn là chúng ta duyên yên các lão tổ được tác giả có lời muốn nói ngày mai trang bìa sẽ đổi về nữ ngỗng đừng tìm không đến sách rồi bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Không phụ cùng danh sáo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cố kinh mặt cùng đinh du còn tại thương lượng cưới phục đến tục cùng lựa chọn cái nào một thân hảo lúc. Huyền tụng liền dẫn hai tên đồ đệ, ba tên đồ tôn, còn có chí lễ tới thiên trạch tông. Đoạn đường này, ba tên hóa thần kỳ trưởng bối còn tính là lạnh nhạt, nhưng là ôm ngỗng trời một ngàn dẫn theo chí lễ minh dĩ mạng cùng vũ kỳ sâm đều có chút bất an. Ba người bọn họ gần nhất quả thực trải qua được có chút nhiều, theo ba tên tiểu đệ tử, biến thành chính phái các tu giả tiêu điểm. Tại Duyên Yên các lúc, liền có không ít đồng môn, thậm chí là trưởng bối vụn trộn đến hỏi thăm bọn họ ba người, đến tột cùng là như thế nào đạt được già cảnh thiên tôn ưu ái. Làm sao làm được? Bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi lão tổ ưu ái đích thật là phi thường chuyện thần kỳ thật giống như bọn hắn làm sư môn nhiệm vụ đều rất kỳ quái hiện nay lợi dụng thân phận khách khứa đi tới ma môn địa giới còn tiến vào thiên trạch tông bên cạnh của bọn hắn đều là ma môn tu giả tư thái khác nhau mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn ánh mắt không tính thân thiện ba người bọn họ còn muốn biểu hiện ra chính phái tu giả nghiêm nghị chính khí cảm giác này khá khó xử chịu rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy trong truyền thuyết quỷ vương hướng phía bọn hắn đi tới, đồng thời đứng ở bọn hắn cách đó không xa. Đinh Du hai tay vòng ngực, đi theo cố kinh mạch cùng nhau đi tới gặp bọn hắn, trông thấy ngỗng trời lúc không khỏi chăm chú nhìn thêm, tiếp lấy chỉ vào ngỗng trời hỏi. Cái đồ này dùng để làm trận lấy máu trợ hứng sao? Ông ngỗng trời một ngạn lúc này lưng cứng ngắc, phản phất chính mình thành mục tiêu công kích. Huyền tụng thấp giọng trả lời ngỗng trời kỳ thực tượng trưng cho đạo âm dương, mà lại, còn có trung trinh không đổi chi ý, đại biểu cho ngày sau hai vợ chồng cũng có thể cầm sắc hòa minh, yến lữ oanh trù. Nhân giới quy củ Đinh Du quay đầu lại hỏi cố kinh mặt. Cố kinh mặt chỉ có thể gật đầu. Đúng thế. Đinh Du lại đi xem huyền tụng mang tới chí lễ. Vũ Kỳ Sâm cùng Minh Dĩ Mạng đều có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cung cung kính kính nâng lên đến cho Đinh Du nhìn, nàng còn tưởng là già cảnh thiên tôn sẽ đưa tới cái gì thượng đẳng pháp khí, dầu gì cũng có thể là các loại châu báu, không nghĩ tới trong đó vật đều là phàm vật. trong đó bao hàng thanh rượu, gạo tẻ, đoàn tụ chung chờ chút. Huyền Tụng lần nữa giới thiệu, thanh rượu dùng để hàng phúc, gạo tẻ có thể nuôi ăn. chung này là ta tự mình điêu khắc, phía trên chính là tường vân cùng rồng. Cố Kinh mặt cầm lên linh đang nhìn một chút, rất là thích so với nàng trong tay những cái kia đều tinh xảo đinh du nghe xong hơi hơi nhướng mày cười nói ngược lại là rất dụng tâm bất quá chúng ta không biết được nhân giới quy củ về sau chúng ta phải làm như thế nào huyền tụng ngữ khí không vội không chậm lần này tới là muốn tới hỏi qua nhà gái ý nguyện có nguyện ý hay không lời của hắn còn chưa nói xong cố kinh mặt liền trả lời nguyện ý tự nhiên nguyện ý Truyền tụng im tiếng, đôi mắt ôm nhu. Từng. Đinh Du trợn nhìn cố kinh mặt nhìn một cái, kia sốt ruột xuất giá bộ dáng quả thực bất tranh khí. Bọn hắn ma môn ma tôn liền như vậy không thận trọng sao. Lại đợi một hồi không có đoạn dưới, Đinh Du không khỏi cảm thấy lấy làm lạ, lại hỏi. Dạng này liền kết thúc. Từng, chọn lựa khâu xem như kết thúc. Đinh Du nhìn xem hai người kia, không khỏi cười khổ hai người các ngươi thật đúng là rõ không biết xấu hổ, làm những thứ này kích thích ta cái này thương thế còn chưa khỏi hẳn người cô đơn. Ngươi A, à, chính là một trái tim đều cho không nên cho người, bằng không thì cái này khoảng một nghìn năm luôn có thể gặp được một cái chân chính yêu ngươi. Những thứ này chuyện ma quỷ chán nghe rồi. Một bên khác hoàng đào theo một ngạn trong tay nhận lấy ngỗng trời, ôm ngỗng trời tràn đầy phấn khởi hỏi. Ma tôn, là hấp vẫn là nấu. Cố kinh mặt cười trả lời cái này muốn sống nuôi đứng lên đi nhà hoàng đào lập tức không có tinh thần ông ngỗng trời tiến vào sân vũ kỳ sâm rất nhanh tới hoàng đào bên người đưa tay ôm đi ngỗng trời ta giúp ngươi cầm cầm đi nơi nào ta cũng đang tự hỏi hoàng đào có chút buồn rầu thiên trạch tông chỉ có dưỡng linh thú địa phương nó đi vào chính là ăn vậy liền đơn độc tìm một chỗ chiếc lồng đi nói xong quay đầu dặn dò một ngạn cùng minh dĩ mạng cùng nhau tới hỗ trợ bày trận, hảo làm ngỗng trời giam ở bên trong nuôi nấng. Bên kia bận rộn, cố kinh mặt lại có chút không biết làm thế nào, nhỏ giọng hỏi. Ta nên gặp các ngươi đi vào ngồi một chút sao? Lý Tự Vân ngược lại là cái thứ nhất trả lời. Vãn bối ngược lại là rất muốn vào đi xem một chút thiên trạch tông, nghe nói thiên trạch tông phá lệ rộng lớn. Khi là tự nhiên, thiên trạch tông vơ vét không ít tiền tài, toàn dùng để kiến môn phái. Cố Kinh Mạch nói, tiến tới Lý Tự Vân bên người, có điều là ngươi cẩn thận chút, Đinh Du thích nhất tìm tuấn tiếu nam tu một đêm phong lưu, rất dễ dàng để mắt tới ngươi. Nam tri nhân vị trí gần, nghe được hai người trong khi nói chuyện cho, ngậm miệng hướng bọn họ hai người nhìn thoáng qua, lại rất nhanh liếc nhìn nơi khác. Lý Tự Vân lại cười lắc đầu. Không không không, vãn bối sợ là sẽ phải tại hai người các ngươi đại hôn sau phi thăng, cho nên sẽ không ở nhân gian lưu tình. Cố kinh mặt cũng không nhiều lời, mà là nhìn xem hai người sư huynh sư muội này cười cười. Có chút ý tứ. Một đoàn người đến thiên trạch tông trong chính điện, huyền tụng lần hai vị ngồi xuống, tiếp lấy nói ra. Kinh mặt, ngươi đưa ngươi ngày sinh tháng để nói cho ta. Cố kinh mặt rất nói mau đi ra, nói. Ta thuộc ngựa, ngươi thuộc cái gì? Huyền tụng phản phất không có nghe thấy, chỉ là làm hai người ngày sinh tháng để tại một chiếc trên giấy đỏ liệt đi ra, bấm ngón tay bóp nặng tính. Lý Từ vân tiến tới nhìn một chút huyền tụng sinh nhật, bấm đốt ngón tay một phen sau cáo tri. Chó. Ừm. Cố kinh mặt mới đầu không có hiểu. Sư phụ ta thuộc giống chó. A, à, phù hợp. Huyền tụng không vui dương mắt nhìn cố kinh mặt nhìn một cái, nghe được cố kinh mặt giải thích. Chúng ta con giáp rất thích hợp. Ừm ta tính được không sai biệt lắm nơi đây không có vấn đề chờ ta trở về lại phái hai người bọn họ làm tam thư lục lễ đều đưa tới trong thời gian này ngươi có thể tiếp tục lựa chọn áo cưới về sau còn có cái gì vấn đề đều có thể đến hỏi ta cố kinh mặt nhìn xem hắn chỉnh lý viết có bác tự giấy đỏ nhỏ giọng hỏi vậy ngươi lần tiếp theo lúc nào đến xem ta ngươi nếu là nhớ ta hiện tại liền muốn vậy ta ở thêm mấy ngày Cố Kinh mặt lúc này nở nụ cười. Đinh Du bóp lấy eo nhìn một hồi, đột nhiên một trận khí muộn, dứt khoát quay người đi ra ngoài. Lại để cho ta nhìn loại này buồn nôn hình ảnh, cẩn thận ta dìm nước Thiên Trạch Tông. Tiểu Tu Nhi, chúng ta đi. Đinh Tu Nguyên bản ngồi tại pho tượng phía trên tùy thời chờ lệnh, nghe được Đinh Du mệnh lệnh lập tức đứng dậy nhảy đến Đinh Du bên người, đi theo Đinh Du cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đang định rời đi Thiên Trạch Tông lại nhìn thấy mấy vị cung chủ khí thế hung hăng đi tới đinh du lại cảm thấy hứng thú dừng bước đinh tu cũng không vội vẫn đứng tại đinh du bên người đợi nàng lấy nghe diện đà đà làm chủ mấy vị cung chủ đi đường mang gió tiến vào thiên trạch tông chính điện sau khi nhập môn nghe diện đà đà liền làm quải trượng trùng trùng đánh trên mặt đất nói ra chúng ta không đồng ý vụ hôn nhân này huyền tụng nghe nói lời ấy thu hồi giấy đỏ ngước mắt nhìn về phía bọn hắn cũng không lo âu hỏi cố kinh mặt. Tại ma môn gặp được loại chuyện này bình thường xử lý như thế nào? Đánh. Cố kinh mặt không để ý chút nào nhét lên chân bắt chéo, trả lời phá lệ nhẹ nhõm, ngươi đem bọn hắn đều đánh sợ, bọn hắn cũng chỉ có thể tán thành ngươi. Tại chúng ta ma môn, thực lực trí thượng, hôn sự cũng là như thế. Huyền tụng gật nhẹ đầu, đứng dậy đi qua lúc còn tại chỉnh lý ống tay áo vị trí, thản nhiên hỏi, ta đích sắc đối ma môn công việc không quá quen thuộc không biết chư vị là cùng tiến lên vẫn là từng cái khiêu chiến tại ta nghe diện đà đà không nghĩ tới huyền tụng sẽ trả lời như vậy lưu loát dựa theo chính phái tu giả phong cách hành sự không đều sẽ trước cùng bọn hắn đàm phán lấy tình động nói rõ chi lấy lý lẽ làm sao huyền tụng không phải như vậy huyền tụng còn tưởng là chính mình hỏi phương thức không đúng thế là lại hỏi là trường hợp không thích hợp sao chúng ta cần phải đi chuyên môn đấu pháp sân bãi sao vẫn là cần ta sớm hỏi thăm đấu pháp này đấu pháp lúc nhưng có cái gì cấm kỵ cố kinh mặt thay những người kia trả lời không có quá nhiều quy củ đừng đánh chết là được bằng không thì hôn lễ đêm trước còn phải cho bọn hắn thêm xử lý một cái tang lễ tốt ta đã hiểu nghe diện đà đà nhìn chung quanh một chút về sau cuối cùng xác định to giọng trả lời ngươi là ma tôn người yêu chúng ta đương nhiên sẽ không ức hiếp ngươi, cho nên, chúng ta dự định cùng nhau khiêu chiến ngươi, có thể nhường ngươi chọn lựa đấu pháp sân bãi. Hắn lời nói chưa dứt, liền nghe đến Đinh Du tiếng cười, lúc này không vui nói ra. Lão hủ lớn tuổi. Ngươi lại lớn, có thế có niên kỷ của hắn đại. Đinh Du chỉ vào huyền tụng hỏi. Nghe diện đà đà xác thực trả lời không ra, chần chờ nửa ngày, khô cằn nói ra. Vậy liền định như vậy. Đinh Du thở dài. Ta thế mà không đành lòng nhìn, nếu như các ngươi bảy người cùng tiến lên còn thua, kia thật cũng quá mất mặt. Làm sao có thể? Nghe diện đà đà tức giận đến chạy chậm đến ra ngoài cùng Đinh Du lý luận, lão hủ cũng là hóa thần hậu kỳ, mấy vị khác cũng đều hóa thần kỳ tu vi. Vậy các ngươi hảo hảo cố gắng. Đinh Du cho không tính chân thành cổ vũ. Huyền tụng đối cố kinh mặt nói trận kia do ngươi đến an bài đi. Cố kinh mặt gật gật đầu, mang theo bọn hắn tiến vào một chỗ truyền tống trận. Đinh Du lúc này dắt lấy Đinh Tu cùng nhau tới vây xem. Một bên khác ba tên đồ tôn phá lệ xoắn suýt, một ngạn nhỏ giọng hỏi. Chúng ta lấy đi theo sao? Hoàng đào trả lời thản nhiên. Vẫn là từ bỏ, bằng không thì còn phải cho chúng ta mấy cái đơn độc bố phòng hộ kết giới. Nói, mang theo ba người bọn họ tiến vào thiên điện ngồi xuống, lấy ra đồ uống trà châm trà đồng thời hỏi thăm, "Các ngươi muốn uống trà sao?" Vũ Kỳ Sâm tiếp nhận chén trà, ôn nhu nói tạ, "Cảm ơn." Lúc này, Thiên Trạch Tông ngoại giới truyền đến đấu pháp thanh âm, quanh thiên động địa, mặt bàn đều tại lay động. Hoàng Đào mang theo ba tên đệ tử cùng nhau uống trà, một phái mây trôi nước chảy, yên tĩnh mỹ hảo bộ dáng, hoàn toàn không thèm để ý động tĩnh bên ngoài. Vũ Kỳ Sâm không khỏi hiếu kỳ, hỏi Hoàng Đào. Ngươi không lo lắng an nguy của bọn hắn sao? Hoàng Đào lắc đầu. Ma Tôn lúc nào cũng đánh nhau, cho tới bây giờ không có thua qua, mà lại, ta coi như lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Nếu như là Ma Tôn đều không giải quyết được sự tình, ta sốt ruột cũng vô ích. Cho nên ta cho tới nay đều là không cho nàng thêm phiền phức làm chủ, nàng nói cái gì ta đều nghe. Trách không được Ma Tôn thích ngươi. Hoàng Đào đột nhiên nở nụ cười mà lại các ngươi yên tâm đi nếu như huyền tụng đánh không lại ma tôn khẳng định sẽ vụng trộm hỗ trợ minh dĩ mạng bưng lấy chén trà ngửi ngửi hương trà hỏi ma môn các tu giả đối bọn hắn hai người hôn sự là thái độ gì đều rất phản đối sao hoàng đào trả lời một phái ngây thơ không phải nha bọn hắn đều cảm thấy chúng ta ma tôn thật là lợi hại và cảnh thiên tôn đều có thể cầm xuống không hổ là ma tôn minh dĩ mạng không hiểu vậy bọn hắn mấy vị vì sao vẫn không cùng ý hoàng đào a à, bọn hắn nghĩ ma tôn đem huyền tụng cưới trở về mà không phải gã đi cho nên hôm nay mới có thể náo tại bọn hắn khái niệm bên trong bọn hắn ma tôn muốn đem tiên giới nhất tuấn nam nhân cướp về kia ma môn liền thắng minh dĩ mạng cái này hoàng đào lại tại giờ phút này thở dài ôi tiếc là ma tôn trưởng thành không quản được tâm cũng bay đến huyền tụng nơi đó đi vũ kỳ sâm trơ mắt nhìn xem một chỗ tháp cao đổ sụp ma môn tu giả thấy được không lắm kinh ngạc mà là ồn ào hoắc tháp đều sập đánh cho đủ kịch liệt tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen hoàng đào chậm ung dung uống một ngụm trà hôm nay ma môn cũng phá lệ huyên náo đâu tác giả có lời muốn nói tấu chương tham khảo tư liệu văn chương ngày lành tam thư lục lễ đường triều người kết hôn đều có nào quá trình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Không phụ cùng danh 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nghe diện đà đà nhìn như tại chiến trường tối hậu phương tỏa trấn, kỳ thực tại đơn độc củng cố kinh mặt truyền âm. Ma tôn, không thể lại đánh. Lại đánh một hồi nha, hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Cố kinh mặt nhìn xem chiến đấu tràn diện hoàn toàn không thèm để ý, cười hì hì trả lời. Lại đánh một hồi cũng không phải là hoạt động gân cốt, là đổi một cái cung chủ. 32 biến 28 cũng coi như may mắn, vừa vặn trống chỗ một vị cung chủ chi vị cũng không cần bổ sung. Cố kinh mặt vậy mà nhận đồng. Có thể A, dứt khoát biến 18 vị la hán được, càng thuận miệng. Ma tôn A, thiên trạch tông mặt mũi quan trọng. Nghe diện đà đà đợi người tới khiêu chiến trước đó còn từng muốn huyền tụng coi như tích lũy tu vi cao thâm đến đâu cũng không trở thành lấy một địch bảy còn có thể đứng ở thế bất bại nhưng chân chính đối chiến sau bọn hắn mới phát hiện cố kinh mặt chọn nơi này quả thực thuận tiện huyền tụng động thủ có thể xưng thiên thời địa lợi nhân hòa đầu tiên nơi đây là ma môn âm hàng chi địa thuận tiện huyền tụng sử dụng băng hệ công pháp chung quanh còn có đại sơn có đầy đủ đất đá cung cấp huyền tụng sử dụng bọn hắn bảy người cũng là lần thứ nhất hợp tác không có nghĩ qua thuộc tính tương khắc sự tình đấu pháp trên đường mới phát hiện bọn hắn các hệ công pháp tại lẫn nhau quấy nhiễu lại nhìn huyền tụng bên kia thành thạo điêu luyện đối phó bọn hắn đồng thời còn tại bày trận để bọn hắn hoàn toàn không cách nào cận thân còn từng bước là cạm bẫy khắp nơi là tính toán một vị cung chủ bị công kích ra ngoài thân thể bay ra liên đới mang không thể tới lúc thu hồi công kích dứt khoát đánh bại một tòa tháp lầu hắn chật vật theo tháp lâu trong phế tích đi tới, né đầu đỉnh hòn đá mảnh vụn, hỏi. Cái này tháp cần ta đến bồi sao? Bằng không thì đâu? Cố kinh mặt hỏi, ma môn quy cũ không phải liền là kẻ bại tới bồi sao? Nếu không ngay tại đấu pháp trước dập đầu nhận lầm, dứt khoát đừng đánh. Nên tu giả quay đầu nhìn một chút tháp lâu, lại sờ lên chính mình thiên bảo linh, cuối cùng ai tháng một tiếng, một lần nữa trở về chiến trường, tiếp tục tới đánh vạn nhất thắng đâu vậy cũng không cần bồi thường cố kinh mặt gặp nàng cung chủ nhóm quả thực đánh không lại chỉ có thể truyền âm cho huyền tụng được rồi đều thối lui một bước đi huyền tụng tại lúc này lên tiếng nói ra chư vị hôm nay luận bàn liền đến nơi đây đi chúng ta dùng bình thủ làm kết quả như thế nào cũng coi là cho đủ mấy người mặt mũi bảy vị cung chủ cùng nhau thở dài một hơi Nghe diện đà đà chống quải trượng thở hồng hộc trả lời. Vậy liền như thế đi, đa tạ. Đụng tháp tu giả có chút mặt dày vô sĩ, lúc này hỏi. Đã ngang tay, cái này tháp có hay không có thể một người bồi một nữa? Ta đến bồi đi, ta lúc công kích quả thực không có phân tất, hỏng cảnh vật chung quanh. Có điều là dựa theo hôn lễ tập tục phương diện giảng cứu, hẳn là đưa xong không đưa một, ta bồi hai tòa tháp, song song thành lập như thế nào? vấn đề này quả thực đem ma môn tu giả hỏi khó nghe diện đà đà quay đầu lại hỏi cố kinh mặt linh tháp xây hai cái có phải hay không có chút điềm xấu a à, phải chết nhiều ít người mới có thể đem hai chỗ linh tháp lấp đầy đây coi như là đối cái này tông môn mỹ hảo chút phút sao cố kinh mặt lựa chọn địa phương chọn lọc tự nhiên chỗ hẻo lánh thế là lựa chọn một cái tông môn lăng mộ phụ cận hiện tại còn hai chỗ linh tháp quả thực có chút không thể nào nói nổi cố kinh mặt bóp lấy eo cười khang hai tiếng nói ra đây là chúc phúc bọn hắn tông môn nhân con trai thịnh vượng trường tồn vạn năm được ta phái tới nói nghe diện đà đà quay người liền phân phó người tới tông này cửa xử lý chuyện này huyền tụng tại lúc này đi tới cố kinh mặt bên người ấm giọng hỏi như vậy đấu pháp về sau lại sẽ đối ngươi có ảnh hưởng gì không có ảnh hưởng gì ta trước đó cũng thường xuyên thu thập bọn họ, chỉ là gần nhất không rảnh mà thôi. Cố kinh mặt nói, đối huyền tụng ngoắt ngón tay, ta mang các ngươi dạo chơi ma môn. Lý Tự Vân cùng Nam Tri Nhân lập tức đuổi theo kịp, cùng nhau tiến đến. Ma môn địa giới đối bọn hắn tới nói, thật đúng là thật tươi. Nghe diện đà đà nhìn xem đám người bọn họ rời đi, ghen ghét được dẫm một cái quải trường. Lão hủ cũng muốn ngọt ngào tình yêu. Đinh Du lật ra một cái cự đại trợn mắt, đưa tay kéo lại Đinh Tu tay. Trò hay xem hết, chúng ta đi. Đinh Tu cực kỳ nhỏ giật giật, làm mình tay rút trở về, mặt không thay đổi trả lời. Ừm, tốt. Đinh Du rung lên một lát, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, ngược lại là đầu tiên rời đi. Nếu là dựa theo tu chân giới quy củ, kết làm bạn lữ, song phương hổ tặng một cái trăm vật gấm là đủ. Nếu là lại đề thăng một cái cấp bậc, đưa đối phương một cái thiên bảo linh, đã coi như là không sai lễ vật đính ước. Đến nỗi bên trong đều thả thứ gì, cũng chỉ có hai người kia biết được. Huyền tụng xính lễ lại là dùng pháp khí mang tới thiên trạch tông. Những thứ này xính lễ toàn bộ đặt ở kiểu dáng thống nhất phi hành pháp khí bên trên, có che kín vải đỏ, có thì là thản lộ bên ngoài. Có trách nhiệm đưa xính lễ dĩ nhiên là Lý Từ Vân cùng Nam Tri Nhân hai người, mang theo duyên yên các đệ tử, trùng trùng điệp điệp theo tiên giới thản nhiên tiến vào ma giới lại trùng trùng điệp điệp tới lui thiên trạch tông dọc theo con đường này chiến trận lưỡng giới tu giả đều có nhìn thấy không khỏi nghị luận ầm ĩ hai người này thật đúng là là được rồi đều không ai cản trở nghe nói là có người ngăn trở nhưng là không thành công cũng thế ai lại trở ngại được hai người kia ngày sau tu chân giới sẽ không thay đổi trật tự a Ta tại tu chân giới nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tổ chức đại điển. Nghe nói là dựa theo nhân giới quy củ tới, thuộc về cưới xin. Đưa vải vóc cùng châu báu đều có thể lý giải, này làm sao còn dắt tám đầu bò, tám con dê a. À. Cái kia pháp khí bên trên còn đặt vào thịt rượu đâu. Càng làm cho bọn hắn trông mà thèm, là phi hành pháp khí bên trên bảo bối. Có cực phẩm pháp khí, có thể tre điển tịch, tùy tiện nhìn tên, đều đủ để cho người ta thèm nhỏ giải càng nhiều hơn chính là cực phẩm tư liệu dùng những tài liệu này có thể chế được tốt nhất pháp khí vô luận là dùng để bảo vệ an toàn vẫn là vũ khí cũng sẽ là đỉnh cấp không thua gì kiếm trũng xuất thế chỉ là thèm nhỏ giải về thèm nhỏ giải lại không người dám đoạt và cảnh thiên tôn cùng ma tôn đồ vật thật là có mệnh đoạt mất mạng dùng lý từ vân mang theo thư mời lễ thư lấy kim tiền biếu đến thiên trạch tông, liền nhìn thấy cố kinh mặt đang ngồi ở chính điện trên nóc nhà hướng bên này nhìn đâu, gặp bọn họ tới thả người xuống tới đến trước mặt bọn hắn, hỏi. Huyền tụng làm sao không đến? Sư phụ đang chuẩn bị lễ đường, ngài cũng biết, hắn bắt bẻ đến muốn mạng, nhất định phải chính mình nhìn chầm chầm mới yên tâm. Cố kinh mặt vòng quanh xính lễ nhìn một chút, hỏi. Ta hôm nay có phải hay không được đưa đi đáp lễ? Theo lý mà nói đúng vậy, có điều là nếu là ngài còn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không vội. Gấp. Cố kinh mặt nói xong vẫy tay một cái, đối với trong môn phái cung chủ nói, đều đi theo ta, cùng đi đoạt điểm đáp lễ. Lý Tự Vân cùng Nam Tri Nhân song song đứng chung một chỗ, nhìn xem cố kinh mặt mang theo thiên trạch tông đông đảo cung chủ trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra ngoài, tiếp lấy nhìn về phía đối phương, phản phất là tại xác định bọn hắn phỏng đoán hẳn đến bọn hắn nhìn thấy cố kinh mặt là thật ra ngoài cướp bóc đi tới mới ho nhẹ một tiếng ra vẻ trấn định chờ đợi chờ đợi ước chừng nửa ngày cố kinh mặt mang theo các đại tông môn hiến cho bảo bối của nàng tại trong sân chọn lựa đếm kỹ cuối cùng làm coi như đem ra được đều chứa vào phi hành pháp khí bên trên phái nghe diện đà đà đám người cùng lý từ vân bọn hắn người cùng nghề làm đáp lễ đưa trở về nhìn xem đáp lễ đội ngũ rời đi cố kinh mặt mới lại một lần nhàm chán nhảy đến trên nóc nhà than thở thành thân thật phiền phức hoàng đào mang theo rượu đi theo lên nóc phòng hỏi uống rượu sao không muốn uống cố kinh mặt thở dài một hơi cuối cùng vẫn thả người đuổi theo huyền tụng bố trí xong lễ đường xoa mi tâm trở lại động phủ của mình sân nhỏ nhìn thấy trong sân sen vào nhau mang đặt vào cố kinh mặt đáp lễ hắn đại khái nhìn thoáng qua vốn định phái người thu thập tiếng pháp khí chứa đồ bên trong dao cho hắn, lại đột một bước chân dừng lại. Hắn đi qua mở ra một cái rương, xốc lên cái nắp thấy được quen thuộc vạt áo, không khỏi lông mày khoan khoái, mới vừa rồi còn nhíu chặt giữa lông mày khôi phục vuông vức. Hắn dùng khống vật pháp khí làm cái rương đưa vào động phủ, triệt để mở ra cái nắp, nhìn thấy cố kinh mặt đã trốn ở bên trong ngủ thiếp đi. Vẫn là như vậy thích ngủ, tự hồ tình huống thực ra không có chuyển biến tốt đẹp hắn làm cố kinh mặt nằm ngang ôm ra cái rương đưa nàng đặt ở chính mình trên giường đá phủ thêm cho nàng một cái tiểu tấm thảm đón lấy ngồi ở bên cạnh nàng vung lên một sợi sợi tóc tại đầu ngón tay vừa đi vừa về vòng quanh cố kinh mặt đuôi tóc mang theo hơi hơi quăng xoắn sợi tóc rất nhỏ rất nhu quấn ở đầu ngón tay nhu hòa như sa mỏng hắn thấy được nàng trong ngủ mê hai gò má có hiếm thấy yên tĩnh da thịt trắng nõn đỏ tươi môi hắn vươn tay ra nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của nàng, lại là khó được như vậy đụng chạm lấy nàng. Cố kinh mặt. Hắn kêu. Cố kinh mặt nhưng lại chưa lập tức trả lời. Hóa ra thế gian này sẽ có thần kỳ như vậy ba chữ, phàm là nhớ tới, hắn đều sẽ không bị khống chế trong lòng mềm mại. Nhất lên lúc tâm tình như lá ngô đồng rơi đầy phố dài, một trận gió chậm chậm mà đến kim diệp trong chốc lát tràn ra. Gọi ra đến phản phất trăng tròn giữa trời, ngọc thạch rơi giữa hồ, nhu nhu ánh trăng tạo nên sáng ngân gợn sóng. Hóa ra có thể cùng hắn thường bạn, không chỉ có là dưới chân ảm đạm ảnh, còn có khống chế không nổi bởi vì nàng mà nhảy cẩn tâm tình. Không nhạt, không tiêu tan. Hắn cúi người, tại trán của nàng rơi xuống một cái nhu hòa hôn. Cũng bởi vì khoảng cách rút ngắn, mà để hắn ngửi được nàng trên tóc hương vị, nhàn nhạt thảo dược thơm. Hắn bưng lấy gương mặt của nàng, chụp lên nàng môi, ôn nhu nếm. Theo cố kinh mặt đáp lại đồng thời đến, còn có không bị khống chế lửa. Huyền tụng không chút kinh hoảng, bày ra kết giới chế trụ của nàng lửa chỉ ở trong kết giới thiêu đốt, cử động của bọn hắn không ngừng. Hồi lâu, cố kinh mặt mới chống lên thân thể ngồi dậy, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi chuẩn bị được thế nào? Ngươi muốn xem thử xem sao? Không, chờ thành thân ngày đó còn có thể làm là một kinh hỷ cố kinh mặt duỗi cái lưng mệt mỏi, vấn đạo, lúc ta tới nghe nói hạ tuyết, hiện nay tuyết lớn sao? Ừm, năm nay tuyết đầu mùa còn rất lớn, đi ra nhìn. Cố kinh mặt đi theo huyền tụng ra động phủ, đứng tại trong sân nhìn xem tuyết rơi đưa nàng đáp lễ đều bao trùm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Huyền tụng lấy ra một cái áo choàng cho nàng, bị nàng ngăn cản. Ngươi với hỏa hệ đơn linh căng hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ không sợ lạnh đương nhiên. Cố kinh mặt nói, ánh mắt ngã ngớn mà nhìn xem hắn, xích lại gần nói, mà lại a à, nóng đến rất, như ngươi loại này băng linh trăng lúc tiến vào, nói không chừng sẽ bị hòa tan, có sợ hay không? Như ngươi loại này gặp ta liền đốt thể chất, ta thật không biết ngươi khi nào mới có thể hòa tan ta. Cố kinh mặt chép miệng, hướng huyền tụng trên thân va vào một phát. Ngươi nhìn, không có lửa đi. Từng. Nàng lại va vào một phát nhìn, vẫn như cũ không có lửa. Ừm, thật là lợi hại. Cố kinh mặt rất là vui sướng, giang hai cánh tay hướng phía huyền tụng bổ nhào qua, mới vừa ôm lấy huyền tụng liền đốt lên, bị huyền tụng đẩy ra đồng thời xoay tròn nàng nửa vòng, đưa lưng về phía hắn một mình tỉnh táo. Nàng ủy khuất được không được, diệt trên người lửa ngồi sổng người xuống, đoàn một cái tuyết đoàn sau liền hướng phía huyền tụng ném qua tới. Ngây thơ. Huyền tụng khinh thường né tránh, không để ý tới ai biết cố kinh mặt tuyết đoàn liên tiếp thật đúng là đập trúng hắn hai lần huyền tụng lý từ vân vội vã chạy tới huyền tụng sân nhỏ nhìn thấy huyền tụng một thân một mình chất đống người tuyết tranh thủ thời gian nói ra sư phụ ma tôn cũng đi theo chúng ta tới còn tại trong rương đều tuyết rơi nàng đừng ở trong rương đông đến a à, ta đã phát hiện nàng huyền tụng lạnh nhạt trả lời vậy ngài làm sao không có cùng với nàng lúc này lý tự vân nghe được người tuyết bên trong truyền đến cố kinh mặt thanh âm cái này đâu ta tại tuyết bên trong đâu cái này vô sĩ lão tặc ném tuyết còn cần trận pháp định trụ ta không muốn mặt lý tự vân đầu tiên là khẽ giật mình sau đó phốc một tiếng bật cười hắn khi nhìn đến huyền tụng đống tuyết người lúc liền nên nghĩ đến sư phụ của hắn toàn bộ tu chân giới nhất cứng nhắc một người làm sao có thể một người nhàn nhã đóng tuyết người kia vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi chơi đi lý tự vân đưa tay chùi chùi chóp mũi quay người rời đi tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra vì sao còn chưa tới có thể phi thăng điểm tới hạn lý tự vân không nghĩ tới tình cảnh này còn có thể bị sư phụ răng dậy một tiếng chỉ có thể cười đùa tí tưởng trả lời Ta đây không phải muốn đợi ngài đại hôn sau lại phi mà. Chính là tu luyện không khắc khổ, một mực kém như thế Lâm Môn một cước, thế nào cũng phải ta tự mình thay ngươi điều trị nội tức sao? Không cần không cần, ta lập tức cút. Lý Từ Vân trả lời xong, cũng như chạy trốn rời đi. Người tuyết bên trong cố kinh mặt, phi 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 mấy ngụm, đem người tuyết phi ra một cái khe hở, cuối cùng có cầu xin tha thứ thưởng cho. Huyền Tụng, ta lạnh đây chính là ngươi hỏa hệ đơn linh căng thực lực. Đừng cho mặt không muốn mặt A, à, có tin ta hay không phá trận pháp ngay tại ngươi đồ tử đồ tôn trước mặt đánh ngươi. Huyền tụng đưa tay đưa nàng khuôn mặt vị trí móc ra một cái hố đến, đột nhiên khẽ cười nói. Lạnh liền ôm một cái. Nói, giang hai cánh tay ôm lấy người tuyết. Kéo dài sông núi, trong rừng rung động thả nhu nhu tuyết trắng, trắng toát bao trùm thiên địa, thanh lãnh nhân gian. Cách tuyết ôm nhau, hai người cảm nhận được một tia ý lạnh, còn có một tia ấm. Bản đang kháng nghị cố kinh mạch, vậy mà cũng không giận. Bọn hắn vậy mà chỉ có thể dạng này thản nhiên ôm nhau. Tác giả có lời muốn nói: Huyền Tụng cái này chết tiệt thắng bại muốn, cùng nàng dâu ném tuyết cũng không thể thua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90. Không phụ cùng danh tám. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hôn lễ chuẩn bị hai tháng có thừa Thành thân ngày đó, tam giới đều có tuyết, bông tuyết to như tịch, từng mảnh rơi đông nam Thiên trạch tông bên trong treo đầy lụa đỏ, lụa đỏ bên trên lại rơi lên trên thật mỏng tuyết Phản phất mai trắng bên trong kết xuất đỏ anh đào đến, tô điểm như hoa mở Trong sân bận rộn các tu giả, tại trắng toát trên mặt tuyết dẫm ra phân loạn dấu chân tới một trận gió mát nhẹ nhẹ mà qua, mang theo mặt ngoài phù tuyết trùng lên dấu chân phía trên, lưu lại nhàn nhạt trắng. Cố kinh mặt ngồi tại động phủ trước cương đồng, đinh du bọn người tự mình giúp nàng trang điểm. Nàng một hồi nhìn mình trong gương một chút, một hồi nhìn xem y phục của mình, biểu lộ ra khá là bất an. Lần thứ nhất thành thân, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đinh Du nâng lên cố kinh mặt cái cầm hỏi. Ngươi thành thân về sau, liền thường ở Duyên Yên cắt rồi sợ là sẽ phải ở nơi đó lưu một hồi, dù sao thành thân sau chúng ta liền muốn đi tìm thuốc, tìm thuốc sau ta sẽ có một hồi thực lực không đủ, ma môn muốn giết ta soán vị quá nhiều, chỉ có thể tạm thời ở bên cạnh hắn. Ta đang nhớ ngươi sau khi đi, ma môn có thể hay không đại loạn. Ngươi giúp ta trông coi đi. Đinh Du dứt khoát làm son phấn vứt sang một bên. Ta chỉ là quỷ vương mà thôi, ngày bình thường còn phải cho ngươi quỳ xuống, hiện tại còn muốn thay ngươi xử lý các loại sự vật, ngươi không phải sớm đã thành thói quen sao? Nói đến, tiên đô các bên kia ngươi xử lý như thế nào? Ta đem cái kia cẩu nam nhân hồn phách bóc nát, đợi ngươi bên này ổn thỏa, ta liền muốn giết đi qua. Nên giết. Cố kinh mặt đập thẳng đùi to, ngươi nếu là có thể chờ đến, đợi ta tu vi khôi phục cùng ngươi tới, không cần đến ngươi, cùng ngươi lão thiên tôn thân tình chàng ý thiếp đi thôi. Cố kinh mặt nhìn xem Đinh Du không ngừng cười. Nàng biết được, Đinh Du nếu là Việt Nam nhân kia hồn, đã nói Đinh Du triệt để buông xuống. Đợi Đinh Du khôi phục cái mấy năm, sợ là sẽ phải trở nên càng thêm hiên ngang, nàng là đánh đáy lòng làm Đinh Du cao hứng. Lúc này, Hoàng đào trong tay mang theo một cái con thỏ nhỏ đèn lồng đi đến, nói. Ma tôn, duyên yên các người đến thôi trang. Cố kinh mặt tranh thủ thời gian lấy ra quạt tròn, ngăn tại trước mặt nhanh như vậy đã đến. đúng thế, đà đà bọn hắn lấy cùng chính phái đấu pháp mới có thế mở cửa. nhiều lần đều thua, nhiều lần khiêu khích, hôm nay nhiều người như vậy đây là muốn ném ta thiên trạch tông mặt mũi. không được, ta tự mình đánh tới. Đinh Du đè xuống cố kinh mạch, nói. thành thân ngày đó cùng đón dâu người ra tay đánh nhau, người cái này tân nương tử cũng đủ đặc biệt. ta phái tiểu tu nhi đi tới. bọn hắn phái ai vậy? hoàng đào dẫn theo đèn lồng lại đến cửa ra vào đi xem một hồi mới nói là nam tri nhân nhà cố kinh mặt lại lần nữa ngồi xuống hai người bọn họ hoàn toàn chính xác thực lực tương đương chờ đợi thời gian một chén trà công phu hai người luận bàn điểm đến là dừng xem như ngang tay thiên trạch tông các tu giả cuối cùng mở cửa để huyền tụng có thể tiến vào cố kinh mặt ngồi trong phòng giơ quạt tròn ngăn trở hai gò má nàng theo mặt quạt nơi hẻo lánh nhìn thấy huyền tụng đã mang theo hai tên đệ tử đến trước người lại chưa tới nhịn không được buông xuống quạt tròn nhìn thoáng qua một nháy mắt liền cùng huyền tụng bốn mắt nhìn nhau huyền tụng đang nhìn cố kinh mặt mang theo mũ phượng thân mang hỷ phục bộ dáng có điều là nhìn kỹ một lát cô dâu của hắn liền nóng ruột chúng ta đi thôi huyền tụng nói lý từ vân tại lúc này bưng một cái khay tới phía trên đặt vào một sợi dây thừng dây thừng bên trên buộc lên hai cái linh đan, huyền tụng cùng cố kinh mạch hai người một người nắm một mặt. Đây là tu chân giới đại điển quy cũ, dọc theo con đường này hai người đều cần nắm sợi dây này, thẳng đến duyên yên các cũng không thể tách ra. Nàng một tay chống đỡ quạt tròn, một tay nắm dây đỏ, đi theo huyền tụng đi ra thiên trạch tông. Trên đường đi, có người hướng phía hai người bọn họ vung mang cánh hoa. Cánh hoa này tại trong ngày mùa đông cũng không tốt tìm, trân quý đồ vật tại lúc này lộ ra không có như vậy đắt như vàng, vung được đầy trời hương hoa. Cố kinh mặt theo huyền tụng đến nàng cổ kiệu trước, khó được quy cũ trên mặt đất cổ kiệu, ngồi tại trong kiệu, nhìn xem dây đỏ vẫn như cũ treo lấy, một bên khác huyền tụng đã ngồi lên bạch hổ phía sau lưng. Huyền tụng cử bạch hổ tiến lên vị trí hơi phía trước, cố kinh mặt cổ kiệu ở phía sau. Kiên kiệu chính là duyên yên các tu giả, đều là kim đan kỳ tu vi, lại cố ý chọn lựa qua, tướng mạo cũng đều nổi bật, thân cao đều không sai biệt nhiều, cổ kiệu nhất rất ổn. Đinh Du bọn người ngồi phi hành pháp khí liền tại cố kinh mặt cổ kiệu đằng sau, cùng nàng cùng xếp hạng đi là Lý Từ Vân pháp khí. Lý Từ Vân gặp Đinh Du nhìn qua, còn khách khí hành lễ. Đinh Du không để ý tới, tay khoát lên pháp khí lan can vị trí nhét lên chân bắt chéo đến, cái cầm khẽ nhét, khí thế tràn đầy nghe diện đà đà mấy người cũng ở phía sau phi hành pháp khí lần lượt ngồi xuống hoàng đào bối phận thấp nhưng là pháp khí vị trí phi thường cao hôm nay nàng không biết là theo ai nơi đó lấy được một cái con thỏ nhỏ đèn lồng phá lệ thích một mực dẫn theo cao hứng bừng bừng trên mặt đất pháp khí vẻ mặt tươi cười trái phải nhìn quanh hôm nay nàng vì có thế thường bạn cố kinh mặt bên người cũng đi theo mặt vào một thân váy đỏ đỉnh đầu cột hai cái búi tóc nhỏ phá lệ đáng yêu nàng quay đầu lại nhìn thấy Vân Túc Nịnh liền tại cách đó không xa, nhấc lên đèn lồng đối với hắn lắc lắc, đạt được Vân Túc Nịnh nụ cười đáp lại. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất hành. Duyên yên các đệ tử hôm nay mặc là chính thức trang phục, đều là một thân màu lam nhạt áo bào, có một chút màu trắng tô điểm. Tất cả mọi người tóc mai hợp quy tắc, thống nhất mang theo trâm gài tóc, đi tại đón dâu đội ngũ phía bên phải. Thiên trạch tông môn nhân thì là mặt bọn hắn màu đen pháp y, mặc dù phối sức kiểu tóc không tính thống nhất nhưng cũng đều là giống nhau phối màu cùng đi tại đội ngũ bên trái từ xa nhìn lại liền nhìn thấy hai đội người phong cách rõ ràng ngạnh sinh sinh đi tại một đội ngũ bên trong tiến lên trên đường đối lập hai phe còn tại ánh mắt lẫn nhau phân cao thấp khí thế bên trên cũng không chịu bại bởi đối phương duyên yên các đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề thiên trạch tông đội ngũ khá là phân tán còn có một số người ngồi pháp khí linh thú không đồng nhất Bất quá, đây đã là thiên trạch tông môn nhân nhất quy của một ngày. Trên đường đi tuyết trắng mênh mang, băng phong tám vạn dặm. Mảng lớn bông tuyết chưa thể sát bên đội ngũ, liền hướng phía nơi khác lướt tới, không có một mảnh lọc vào trong đội ngũ, hiển nhiên là có tu giả đang cố ý khống chế. Tuyết trắng bao trùm con đường, đi vào lụa đỏ cổ kiệu. Kiên kiệu tu giả dưới chân đạp trên tường vân, tốc độ không vội không chậm. Trên đường, đội ngũ dừng lại một lát hoàng đào rất nhanh liền đi tra xét không bao lâu chạy về đến bẩm báo ma tôn phía trước có chướng xe đội ngũ để chúng ta lưu lại tiền qua đường cố kinh mặt không khỏi kinh ngạc ăn cướp đánh tới trên đầu ta tới đem bọn hắn cho ta đoạt huyền tụng cũng không để ý đây là tập tục không cần thiết thưởng bọn hắn chút tiền bạc tại phía trước chắn đường đội ngũ mỗi người đều nhận được một chút đồng tiền số lượng còn không ít nhưng mà bọn hắn hai mặt nhìn nhau cái này đích xác là dựa theo nhân giới quy củ cho chỉ là tại tu chân giới không cho linh thạch cho bọn hắn đồng tiền bọn hắn lấy ra chân tàn sao bất quá giờ phút này bọn hắn chỉ có thể tránh ra đội ngũ không còn ảnh hưởng bằng không thì rất dễ bị ma tôn một mồi lửa đốt đi trên đường đi có không ít tu giả vây xem nhìn thấy ma tôn cổ kiệu đi tới vị trí của bọn hắn liền sẽ quỳ lạy hành lễ đoạn đường này đi tới quỳ lạy tu giả đông đảo để duyên yên các đón dâu đội ngũ khiếp sợ không thôi đây chính là ma môn ma tôn phô trương sao tương phản cảm giác cực mạnh hai đội người lại như vậy hài hòa xuyên qua ma môn địa giới tiến vào tiên giới đợi cho tiên giới địa giới vẫn như cũ có thể nhìn thấy ven đường tu giả tiểu môn phái không có nhập duyên yên các tư cách hay là giang hồ tán tu giờ phút này đều nguyện ý tập hợp một chỗ nhìn xem cái này tu chân giới khó gặp hiếm thấy thịnh sự, lưỡng giới thông gia. Từ đối với già cảnh thiên tôn tôn trọng, rất nhiều tu giả tự giác hành lễ, tràn diện cũng có chút đều nhịp. Duyên yên các các đệ tử phản phất tại ám đấu, giờ phút này cuối cùng ngạnh khí một chút, từng cái đứng thẳng lưng sống lưng. Ma môn các tu giả có chút không phục, nhưng cũng không có cùng duyên yên các đệ tử đấu. Một đoàn người cuối cùng đi tới duyên yên các, trên đường tốn thời gian có phần lâu, nhập môn lúc đã là ráng hồng đầy trời. Đợi cho Duyên Yên các ngoài cửa, huyền tụng thấy được thanh hữu tự cao tăng nhóm đứng ở ngoài cửa chờ lấy, ánh mắt đảo qua, quả nhiên giữa họ thấy được vên vang đắc ý cử chỉ. Trước đó vài ngày, hắn cùng thanh hữu tự cao tăng chu toàn mấy ngày, mới đến đặt cách. Bất quá, cử chỉ vẫn như cũ cần nhiều tên cao tăng trông coi, sợ nàng sẽ ra ngoài nháo sự huyền tụng hướng bọn họ hành lễ ra hiệu cử chỉ dứt khoát đi tới khẽ hừ một tiếng liền vào duyên yên cát mạnh chi nhu cùng vân thị vợ chồng cũng đều ở đây trong đội ngũ còn hòa với cái khác bị cố kinh mặt đã cứu người nhìn thấy cố kinh mặt có thể cùng già cảnh thiên tôn thành thân đều từ đáy lòng cho nàng vui vẻ đợi một ngày thấy được đội ngũ thuận lợi tới bọn hắn mới yên lòng huyền tụng dẫn dắt dây thường mang theo cố kinh mặt hạ cổ kiệu cùng lúc đó tụng niệm vài câu sau nói hồn về qua trong giây lát cố mẫu nam tú dịch hà uyển ba người hồn phách xuất hiện ở duyên yên các cửa ra vào ba người sau khi xuất hiện ngược lại là dịch hà uyển nhất là bình tĩnh hai tay vòng ngực đứng tại một bên ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem cố mẫu cùng nam tú thì là bị chiến trận này giật nảy mình kinh hoảng nhìn chung quanh một chút nhìn thấy dơ quạt tròn cố kinh mặt tại đối với các nàng chớp mắt mới tỉnh táo lại một đoàn người cùng nhau tiến vào duyên yên cát hai người đi lên thật dài thảm đỏ cố mẫu cùng nam tú tay kéo tay hướng phía trước đi lý từ vân dẫn các nàng tới trưởng bối vị trí cố mẫu lúc đi kiểu gì cũng sẽ quay đầu tại thanh hữu tự cao tăng trong đám người tìm được một người người kia khuôn mặt tuấn lãng giữa lông mày có một viên màu đỏ vết tích vẫn là tuấn lãng thiếu niên bộ dáng nàng đi mấy bước liền quay đầu một lần nhìn trong ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn thẳng hắn về sau, thấy được trong mắt của hắn thần sắc, nàng cuối cùng quyết định giống như quay đầu, không nhìn nữa. Huyền tụng bố trí tỉ mỉ qua lễ đường, tất nhiên là to lớn lại chi tiết tràn đầy. Duyên yên các chính viện đứng vững 99 cây màu trắng lý lễ cây cột đá, điêu khắc hình thái không đồng nhất tường thụy, giờ phút này đều cuốn lấy lụa đỏ, tương liên thành một cái cự đại đỏ vòng. Rộng lớn ngọc lâu kim điện, theo cửa ra vào liền trải ra một cái thật dài thảm đỏ, cho đến đại môn các tân khách chở cười chở nói tụ tập tại thảm đỏ hai bên chờ đợi người mới tuấn vũ chạm trổ ngoài tường treo đều là tinh xảo đèn lồng màu đỏ tại lờ mờ dưới bầu trời ẩn ẩn lóe lên ánh sáng hôn lễ còn đang tiến hành một cặp kim đồng ngọc nữ đi theo tại cố kinh mặt cùng huyền tụng sau lưng rơi vải mang ngủ cốc hoa màu hai người cùng nhau vượt qua chậu thang trừ trọc hàng hối phúc từ trên trời hạ xuống lại cưỡi ngựa yên, giữ người mới thế hệ bình an. Vượt qua túi gạo, đời này cơm no áo ấm. Đóng lấy, là nhất bái thiên địa, hai người hướng phía lễ đường hành lễ, động tác chỉnh tề. Nhị bái cao đường, hai người hướng phía cửu chỉ, cố mẫu hành lễ. Cửu chỉ trước đó thần sắc ngạo nghễ, phản phất không đồng ý vụ hôn nhân này, chỉ là tới xem một chút mà thôi. Vẫn cứ giờ phút này bờ môi nhếch, bờ mi ửng đỏ, lại cuột cường nghiêng đầu đi. Cố mẫu cũng là khóe mắt trưng trưng, tại hai người đứng dậy lúc hướng kia tăng nhân nhìn thoáng qua, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Phu thê giao bái, hai người nắm dây thừng xoay người, chậm rãi đi lễ. Huyền tụng một mực dẫn dắt dây thừng, mang theo cố kinh mặt về tới động phủ của mình. Đoạn đường này cố mẫu cùng Nam Tú, dịch Hà Uyển đều theo. Cố kinh mặt một mực chuồn mất, vụn trộn nói chuyện với các nàng. Ta hôm nay xinh đẹp a. À. Cố mẫu trọng trọng gật đầu. Từng, xinh đẹp. Mới nói một tiếng, liền đỏ cả vành mắt. Cố kinh mặt vậy mà muốn cùng khóc. Ngài đừng khóc a, à, ngài vừa khóc ta cũng nghĩ khóc. Cố mẫu tranh thủ thời gian dùng khăn chùi chùi nước mắt, nhìn xem cố kinh mặt nói. Về sau đều tốt, hảo hảo sinh hoạt. Từng, ta biết. Huyền tụng tại mang theo cố kinh mặt tiến vào động phủ về sau, cố mẫu cùng nam tú cũng đi theo vào cùng cố kinh mạch ôn chuyện. Huyền tụng lại đơn độc đi ra, tìm được dịch hà uyển. Nàng nhìn xem huyền tụng có chút không hiểu, hỏi. Làm sao? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Ngươi dạy cho kinh mạch công pháp, thế gian này còn có người khác sẽ sao? Theo cùng yến túy giao thủ về sau, hắn liền bắt đầu hoài nghi chuyện này, hôm nay vừa vặn có cơ hội hỏi thăm. Dịch Hà Uyển trả lời thản nhiên nhiều người biết không coi là là tuyệt học nói đến tại cha mẹ ta sau khi qua đời cũng chỉ có ta cùng đạo lữ của ta hội ta cùng đạo lữ của ta đều vẫn lạc nàng xem như thế gian này truyền nhân duy nhất đạo lữ của ngươi kêu cái gì tập hoán đình dịch hà uyển trả lời xong có chút không hiểu ngươi hỏi cái này làm cái gì chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi có biết xuất thân của hắn ta gặp được hắn lúc chỉ biết nói rõ hắn là một đứa cô nhi hắn mới đầu chỉ là một cái ngoại môn tạp dịch ta nhìn hắn đáng thương mang tại bên người đồng cam cộng khổ về sau hắn trở thành đạo lữ của ta huyền tụng nhớ lại yến túy phong cách hành sự nếu thật là yến túy như vậy dịch hà uyển trong miệng đồng cam cộng khổ những cái kia khổ khả năng đều là yến túy mang tới tập hoán đình trù hoạch cực khổ bồi tiếp dịch hà uyển vượt qua thu được dịch hà uyển phương tâm cuối cùng hắn không muốn tiếp tục nhớ lại ngươi nhưng có di vật của hắn ta muốn xem thử một chút chiêu hồn di vật dịch hà uyển suy tư một lát trả lời bị ta tán tại lam cảnh trạch khu vực ta nhớ được bên cạnh có một gốc to lớn hoa quế cây hẳn là ngàn năm cây già tốt ta đi tìm dịch hà uyển đánh giá nét mặt của hắn hỏi hắn có vấn đề gì không không hy vọng là ta quá lo lắng tác giả có lời muốn nói. Ta biết, các ngươi lại quên đi, cái kia cái tráng có dấu đỏ mỹ mạo hòa thượng, tại nam nữ chính theo Phật cổ cuộc đi ra lúc gặp được. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.